chương 11, 12. 11, 12. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 11 vì yêu cùng nhiệt ác ma toàn thân ướt đẫm, ánh mắt nguy hiểm. Y Lan cũng không biết nên làm cái gì. Cách bao dừng ở lập tức trong xe, không mang tới. Coi như mang tới, nàng cũng vô pháp tiếp nhận hắn thoát trần trùng trục, thay đổi một khác thân y phục. Nàng do dự một hồi, thăm dò mà hỏi thăm, ngươi có biết hỏa nguyên tố tên thật sao? Chúng ta thử gọi ra hỏa diễm đến hông khô y phục thế nào? a, à. Hắn dơ lên khóe miệng, lộ ra tiêu chuẩn ác ma tươi cười, nâng lên hai tay, không chút để ý vỗ mấy lần, thật là một cái thiên tài ý nghĩ. Lời nói này không có chút nào thành khẩn. Y Lan tức giận nhìn hắn chầm chầm. Không được sao? Hắn hiếp mắt, ngữ khí trào phúng dựa vào ngươi tinh xảo triệu hồi nguyên tố bản sự. A, à, thật là dễ như trở bàn tay. Ngừng lại một chút. Đốt nhà lời nói. Y Lan nàng có một chút không phục, nhưng nhìn ước sủng hắn, nàng nói không ra lời. Tóc đen đã ở tích thủy. Nhìn như vậy, chính mình, nàng cảm thấy một trận xấu hổ. Trầm mặt. Bỗng nhiên có người gõ cửa gỗ. Y Lan hoảng sợ đổi một chút nhảy đến trên vai của hắn nhất định là vi nan y lan nhỏ giọng tại hắn bên tai nói ban ngày hắn từng ngăn cản ta nói cho người khác biết ta lĩnh ngộ nguyên tố chuyện ma pháp a à, hắn đứng lên đi hướng cửa gỗ y lan hoảng phải dùng cái đuôi ôm lấy bờ vai của hắn thân thể túng hướng phía sau ngươi không thể dạng này ra ngoài gặp người có quan hệ sao hắn nói đó là của ta tế phẩm. Y Lan, đây là thân thể của ta. Nàng nhìn quanh cả gian phòng nhỏ. Nơi đó nơi đó, phủ thêm chăn chiên. Trên giường có một đầu màu xám tiểu mỏng chiên. Hắn cau mày, thực không tình nguyện nhặt lên. Ẩm ướt y phục bị chăn chiên đè ép, lại toàn bộ lạnh như băng dán tại trên thân. Ác ma môi sắc trợn nhìn mấy phần, rút lấy khóe miệng, đánh hai cái run rẩy. Y Lan thở dài nàng cũng rất bất đắc dĩ a. Hất lên chăn chiên, định lấy ẩm ướt phát ác ma mở cửa. Một thân ảnh cao lớn chen vào gian phòng. Giấu ở cho chiên hạ y lan kinh ngạc phát hiện, khách tới thăm cũng không phải là vi nang, mà là cái kia từng sử dụng kiếm chỉ qua nàng bích nhãn kỵ sĩ. Hắn tới làm gì? Bích nhãn kỵ sĩ vẫn như củ đội mặt nạ màu vàng ống, hắn ánh mắt băng lãnh, tay đè chui kiếm. Có sát khí mắt xanh lục nhất chuyển không mang theo gì nhiệt độ ánh mắt dừng ở ti lan trên thân hắn rõ ràng sửng sốt một chút màu xám mỏng chiên bao lấy cô gái mảnh khảnh thân thể mái tóc màu đen ướt sũng rủ xuống tuyết trắng trên gương mặt dính vào một sợi mang theo nước sợi tóc thuận như thiên nga cái cổ rủ xuống tới xương quai xanh phía dưới xuống chút nữa bị chăn chiên che khuất cái gì cũng nhìn không thấy chính là bởi vì nhìn không thấy lại càng dễ làm cho người ta nghĩ đến một chút kỳ quái mê người hình tượng vừa tắm rửa qua cô gái giấu ở trống rỗng chăn chiên phía dưới hầu kết trên dưới lăn một vòng hắn cường ngạnh mà khinh bỉ nói muốn câu dẫn vi nan ngươi cái này khả nghi dụng ý khó dò nữ nhân ta sẽ không để cho ngươi đạt được y lan cẩn thận từ chăn chiên mau mau bên cạnh tìm hiểu hai mắt của mình vụng trộm quan sát người này người này không thích hợp người khác đều không có mang mặt nạ, liền hắn muốn giấu khuôn mặt. Phát hiện nguy hiểm mộ đạo lúc, hắn cũng không có tiến lên trước, mà là đứng ở địa phương an toàn. Còn có, Vi Nang đối mặt hắn thời điểm, rất rõ ràng thu liễm khí thế. Vi Nang khẳng định biết hắn, đồng thời kiên kỵ. Có thể khiến cho Vi Nang kiên kỵ người trẻ tuổi. Y Lan xoát một chút đứng lên đầy người lông tơ, toàn bộ bóng đều nổ. Nàng nghĩ đến một người vừa mới thụ phong thân vương nhị vương tử, thêm đồ tư. Hắn cùng Vi Nang cũng là quân thần, cũng là bằng hữu. Nàng tại trong đường tắt xảy ra chuyện ngày ấy, Vi Nang chính là đến cổ bảo đi tham gia thêm đồ tư thân vương lễ thành nhân. Y Lan liền nghĩ tới một việc. Ngày ấy, tóc đỏ bao từng nói qua, vương thất cố ý muốn đem một vị công chúa gả cho Vi Nang. Vi Nang thân làm tương lai hoàng gia con rể, lại cùng một cái tóc đen nữ hài thật không minh bạch, còn cùng đi xa nhà cùng chung ba cái ban đêm. Cho nên, trước mắt vị này thân vương là tới thay muội muội thủ hộ tiểu công tước Trinh Tiết. Chạy nhanh giải thích rõ ràng. Y Lang mau mau nổ lại nổ. Cuốn vào vương thất màu hồng phấn tranh chấp. Là sống không kiên nhẫn được nữa sao? Nhưng là, thân làm bóng len nàng, giờ phút này cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, chỉ mong ác ma không nên nói lung tung làm cho tình thế đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương ác ma gợi lên khóe môi cười đến xấu ý mười phần hắn giơ lên y lan tấm kia lớn chừng bàn tay tuyết trắng khuôn mặt lạnh lùng liếc nhìn thêm đồ tư thân vương lương bạc nói câu dẫn làm sao có thể y lan còn chưa kịp buông lỏng một hơi chợt nghe đến hắn ngạo mạng rồi nói tiếp vi nan bất quá là ta nhất kiện vật sở hữu mà thôi mặt nạ vàng hậu phương thêm đồ tư thân vương bích mâu kém một chút mà liền trừng ra hốc mắt. Ngươi, ngươi nói cái gì? Cái này tóc đen bình dân nữ nhân, thật sự là vô sĩ làm cho người khác lau mắt mà nhìn. Y lan gia lông ngắn tuyến tuyệt vọng dùng cái đuôi che mắt. Ô ô ô ô, ô. Muốn bị hại chết. Ác ma ôm lấy mỉm cười dễu cực. Làm sao, ngươi cũng tưởng đem thân thể cùng linh hồn dân hiến cho ta. Vậy ta cần phải suy nghĩ một chút hái được mặt nạ. Một bộ tại tiệm tạp hóa bên trong chọn này lựa kia giọng điệu. Y lan da lông nắng tuyến. Song song song. Nàng nhắm mắt lại, hung ác dùng chóp đuôi nhọn cách y phục ẩm ướt váy đâm ác ma. Gia hỏa này là ma quỷ. Ma quỷ. Trên sách nói đúng, ma quỷ giáng lâm, chính là đến hại người. Sau mặt nạ thêm đồ tư nhắm mắt lại, ngay cả hút mấy khẩu khí, đều trấn định không xuống. Trên mu bàn tay bật ra lên gân xanh, cắt gao ấn xuống chui kiếm tay không tự giác rất nhỏ phát trung. Hắn muốn giết chết cái này chẳng biết xấu hổ nữ nhân. Trường kiếm đang muốn ra khỏi vỏ, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Vi Nang thanh âm. Thêm đồ Tư Điện Hạ, ngươi là tới tìm ta sao? Ta ở sát vách. Tức đến cơ hồ đánh mất lý trí, thân vương Điện Hạ chậm rãi quay đầu, tiếp cận Vi Nang. Vi Nang đi vào phòng, đem tay trái đặt ở bên phải xương quai xanh hạ đi lễ gặp mặt. Vi nang, hao út. Thêm đồ tư thanh âm giống như là vụn băng tại ma sát, ngươi có biết nàng mới vừa nói cái gì sao? Vi nang dương mắt lên nhìn về phía y lan. Ánh mắt ngưng trệ, ngọc lưu ly tinh thể đồng dạng con ngươi co rút lại thành màu lam băng thứ hoa. Trước mắt nàng, tóc đen mềm mại dán gương mặt, cùng nàng không bị trói buộc thần sắc tạo thành mãnh liệt tương phản, giống một đóa thâm tàn trong đêm tối, có độc nụ hoa tiểu công tước trái tim lại không tự chủ nhảy lên hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ cái này bình dân nữ hài vì cái gì giống yêu tinh đồng dạng mỗi lần đều thể hiện ra hoàn toàn khác biệt diện mạo cố tình nàng mỗi một mặt đều là như vậy nhiếp nhân tâm phách lời nàng nói đều xuất từ ý nguyện của ta vi nan im ắng than nhẹ thay y lan chống đỡ tất cả dù sao đây cũng là hao út nhà bản ý đương nhiên bản ý cũng không phải là đem chuyện này mở đến trên mặt bàn, công nhiên đánh vương thất mặt. Nhìn vi nan dáng vẻ, phẫn nộ thêm đồ tư rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn lạnh lùng nhìn chầm chầm tiểu công tước. Vi nan hao út. Ngươi có biết chính mình đang nói cái gì? Người trẻ tuổi mê không phải chuyện xấu, nhưng muốn có chừng có mực. Hao út đại công tước chẳng lẽ không có dạy qua ngươi, không nên bị sinh sôi nảy nở khí quan chi phối đầu óc sao? thêm đồ tư trên thân tản mát ra băng lãnh nặng nề khí thế, hắn tại dùng thân phận hướng vi nang tạo áp lực. Thật có lỗi. Vi nang thái độ ôn hòa lại cường ngạnh, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, nên đón phụ thân thịnh nộ. Thêm đồ tư nhìn chằm chằm hắn. Vi nang có chút dơ lên cầm, cùng hắn đối mặt. Không có nhượng bộ. Trăm ngàn năm qua, vương thất thay đổi triều đại, hao út nhà lại sừng sững không ngã. Thật muốn nói sợ hắn là không sợ vi nan vì cái gì thêm đồ tư thanh âm mang tới một điểm bất đắc dĩ lễ thành nhân ngày đó ngươi cùng tây phù không phải hảo hảo sao vi nan ngươi có biết phụ vương cùng mẫu hậu đều mười phần chờ mong ngươi có thể trở thành tây phù trượng phu thật có lỗi thêm đồ tư vi nan thở dài nếu tương lai ngươi gặp được một cái âu yếm nữ hài ta nghĩ ngươi liền sẽ rõ ràng ta thời khắc này cảm thụ nói ra câu nói này đồng thời hắn không khỏi ở trong lòng suy nghĩ trộn lẫn hơn mấy phần đối y lan động tâm về sau chính mình biểu diễn hẳn là có thể cho thêm đồ tư tin tưởng không nghi ngờ đi nếu như ngay cả thêm đồ tư đều không gạt được đi lại càng không cần phải nói mặt khác này lão hồ ly vi nan ngươi không trúng mê hồn hương đi thêm đồ tư ngạc nhiên ngươi đang nói yêu ngươi là thân phận gì nói loại lời này buồn cười không buồn cười Tiểu công tước cười đến ưu nhã. Thêm đồ tư điện hạ, ngươi không rõ, đây chính là ma lực của ái tình. Thêm đồ tư. Gặp quỷ. Một bên truyền đến nữ hài trầm thấp nguyền rủa âm thanh, cái quỷ gì tình yêu. Hai nam nhân lăng lăng trong đi qua. Chỉ thấy tóc đen nữ hài chân tình thực cảm giác đánh lấy chiến tranh lạnh, dùng một loại. Nhìn xem thủy đạo rêu xanh ánh mắt, biết nhìn hai cái này hàng thật giá thật đỉnh cực quý tộc đừng đánh này làm ta buồn nôn chủ ý nàng phách lối vô cùng dơ lên tuyết trắng cầm, lăn ra ngoài thêm đồ tư vi nan đây chính là tình yêu của ngươi vi nan ngươi vẫn là đang suy nghĩ gì dưới mặt nạ thêm đồ tư gương mặt không ngừng mà run rẩy ngươi có thể nào tha thứ nữ nhân này đối ngươi như vậy vi nan một trận mê muội hắn làm sao có thể đã quên chính mình căn bản không có thuần phục y lan cái này thất ngựa hoang không thể không thể làm cho thêm đồ tư sinh ra hoài nghi là ta đơn phương tình yêu tiểu công tước trong lòng khấp huyết gương mặt thâm tình dù cho nàng không tiếp thụ ta cũng quyết chí thề không đổi thêm đồ tư phi nan ta xem ngươi là điên rồi nếu tương lai ngươi yêu một người phi nan mất hồn mỉm cười ngươi cũng sẽ bị điên thêm đồ tư không được ta tuyệt đối không có khả năng giống như ngươi nổi điên thêm đồ tư trừng mắt vi nan đưa tay ấn xuống cái tráng nam nhân sinh mệnh muốn gánh chịu quá nhiều trọng yếu đồ vật nữ nhân vĩnh viễn chỉ có thể là rời rạc tại sân nhà bên ngoài vật điều hòa vi nan phụ thân ngươi nếu bên ngoài không có con riêng hao út nhà chắc chắn bị hủy bởi tay ngươi hắn tư thái phẫn nộ bàn tay rơi xuống lúc không cẩn thận mang rơi xuống trên mặt mặt nạ hoàng kim Y Lan Gia lông nắng tuyến. Qua nhà. Không nghĩ tới, không tin tình yêu thêm đồ tư thân vương, thế nhưng có được một trương hoàn toàn không thua tại vi nang khuôn mặt anh Tuấn. Hắn ngũ quan phi thường cổ điển, giống như là mới ra thổ trước kỷ nguyên thạch cao pho tượng. Làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn là, hắn màu tóc nhưng lại không phải quý tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo vàng cùng bạc, mà là xám đậm. Tiếp cận bóng đêm màu tóc là phải bị kỳ thị. Khó trách vị này thân vương xưa nay không tại công chúng trường hợp lộ diện. Ác ma tiếp cận thân vương tóc, đuôi lông mày có chút bốc lên, khóe môi hiện lên cảm thấy hứng thú, nụ cười ý vị thâm trường. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hắc ám thần. Ta hiện tại nuôi cá, đều là ta trong đầu tiếng nước. 12 rửa sạch nhục nhã một sợi xám đậm tóc vất qua thêm đồ tư góc cạnh rõ ràng khuôn mặt anh tuấn. Ám sắc hệ tóc là vương thất sĩ nhục không cẩn thận làm rơi mặt nạ về sau, thêm đồ tư nhìn không giống vừa rồi như vậy ngạo mạn đáng ghét. Hắn có một chút chật vật. Dù sao, trước mặt một nữ nhân như vậy trước mặt, bại lộ chính mình nhất không chịu nổi một mặt. Hắn làm sao nguyện ý thừa nhận, chính mình giống như nàng, đều là không bị quan minh nữ thần chiếu cố tồn tại. Hắn cấp tốc mang lên trên mặt nạ. Ký thế không còn sót lại chút gì. Điện hạ vi nan thanh âm lãnh đạm ta nhất định phải thay cha làm sáng tỏ hắn đối với mẫu thân tuyệt đối trung trinh không có bất kỳ cái gì con riêng nữ loại lời này ta không muốn nghe đến lần thứ hai tự giải quyết cho tốt thêm đồ tư chật vật quẳng xuống một câu lời nói nặng vội vàng ly khai già mary nhà hậu viện đuổi rồi thân vương điện hạ về sau vi nan chút cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm hắn lặng lẽ hít sâu hai cái sau đó nhìn về phía y lan Xin yên tâm, ta cam đoan, sẽ không cho ngươi mang đến bất cứ phiền phức gì. Ta sẽ giải quyết hết thảy. Y Lan chính hiếp mắt, cười như không cười nhìn qua thêm đồ tư rời đi phương hướng. Màu đen đuôi tóc chảy xuống dọc nước nhẹ nhàng đánh mặt. Duy nạp ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng. Sắc mặt của ngươi rất yếu ớt. Hắn quan sát tỉ mỉ một chút cô gái trước mặt, thanh âm nhẹ mà thấp, nhanh chóng hỏi, ngươi lại triệu hồi thủy nguyên tố sao? Y Lan tại chiên vải dưới đáy càng không ngừng dùng cái đuôi đâm ác ma. Nhanh chút đem vi nang đuổi đi, nàng dùng ngôn ngữ tay chân hướng hắn ra hiệu. Ác ma hiển nhiên sai lầm lĩnh hội nàng ý tứ. Hắn nghiêng nghiêng đầu, ông cánh tay đi thông thả trở về phòng bên trong. Đến. Vi nang thần sắc chấn động, đóng lại cửa gỗ, đi hướng nhà gỗ chính giữa. Hắn thế mà cảm thấy khẩn trương. Còn nhớ rõ người ta ước định đi. Ác ma tái nhật nghiêm mặt, ngồi chiếc ghế gỗ bên trong, đầu ngón tay điểm một cái tay vịn, trưa mai. Y Lan bóng lên. Vi nàng sửng sốt một chút, sau đó mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn qua nàng. Hắn cảm thấy mình có chút choáng đầu. Nàng không phải đã muốn cự tuyệt hắn sao? Nha trời ạ, à, nữ nhân này, nàng làm cho hắn cảm thấy hỗn loạn, hoài nghi mình đầu có phải thật vậy hay không xảy ra vấn đề. Nàng hai ngày này thái độ đối với hắn, đã để hắn triệt để quên đi chuyện kia đúng vậy a à, thứ năm ngày ấy hắn từng mang theo một điểm bố thí ý vị ở trên xe ngựa hướng nàng cầu hoang nàng đáp ứng hẹn cuối tuần ban ngày hại hắn làm cái kia có ánh nắng cùng tuy líp xấu hổ mộng ngắn ngủi hai ngày hắn làm sao lại từng bước thất thủ đánh tơi bời đã mất đi hết thảy ưu thế thậm chí quên đi cái kia hẹn hò nàng thật đúng là cái am hiểu đùa bẩn lòng người ma quỷ a à cứ như vậy chợt gần chợt xa địa, đem hắn tâm biến thành bất ổn. Ta, vi nan thanh âm can thiệp, đương nhiên sẽ không quên. Nhưng là, trưa mai tại bia đá nơi đó, không tiện lắm đi. Thuận tiện, ác ma khóe môi treo mờ mịt tươi cười, hơi hít mắt, tùy tiện mượn cớ, rời đi này quang minh kỵ sĩ, bước vào rừng rậm có thể. Ta sẽ tới tìm ngươi. Hắn lấy bản thể hiện thân thời điểm, hắc ám lực lượng quá mạnh, sẽ bị này bị chút quang minh chi kiếm cảm giác được. Y Lan bóng lên. Vi nang miệng đắng lưỡi khô. Tốt. Ác ma thỏa mãn gật gật đầu. Ngươi có thể đi rồi. Vi nang có một chút thất hồn lạc phách, đi đến cửa gỗ bên cạnh, chợt nhớ tới mình đến tìm nàng mục đích. Hắn quay đầu lại, nghiêm túc giao phó. Vô lượng ngươi tại trên tấm bia đá phát hiện gì rồi dạng bí quyết, mời tuyệt đối không nên nói ra, nếu không ta cũng không giữ được ngươi. Nói xong câu này, Vi Nang chạy trối chết. Y Lan da lông ngắn tuyến trừng mắt đậu đen mắt, chui ra cho chiên, gấp đến độ tại chỗ nhảy tưng. Ác ma duỗi ra ngón tay, xách lấy cái đuôi của nàng. Ngươi gấp cái gì? Hắn lười biến liếc nhìn nàng. Nàng nổ lông. Ngươi không thể thương tổn Vi nan Đại công tước con nếu là ở trong này xảy ra chuyện, tất cả mọi người ở đây cũng chưa quả ngon để ăn. Huống hồ, Y Lan cảm thấy Vi Na người rất tốt, nàng đêm nay còn ăn luôn hắn mì sốt đâu. Tại sinh tử đại sự trước mặt, Y Lan đều không để ý tới so đo ác ma rừng cây nhỏ ước hẹn đến cỡ nào xấu hổ. Ác ma nheo mắt lại, khóe môi tươi cười ngưng kết. Tâm tư ngươi thương hắn. Không phải. Hắn kéo lên khóe môi, cười đến giống người cao su đồng dạng giả thứ không có tiền đồ dễ dàng như vậy liền rơi vào bể tình y lan bóng len nâng lên tròn trịa thân thể không có bể tình phi nan xảy ra chuyện ta sẽ bị bắt vào hiến binh đội tiếp nhận điều tra mà lại thân phận của hắn có thể vì chúng ta mang đến rất nhiều tiện lợi chúng ta bây giờ tình huống khẳng định sẽ còn gặp được đủ loại phiền phức chúng ta cần minh hữu hắn khinh thường cười nhạo một tiếng ngươi sẽ cùng con kiến làm minh hữu Y Lan viết cái đuôi. Nếu như ta bất hạnh biến thành con kiến, đương nhiên sẽ. Hắn. Hắn không kiên nhẫn tay dơ lên, nhẹ nhàng giật giật ngón tay. Ý chí của thần không thể lay động. Y Lan sốt ruột loạn trọn thân thể. Hắn biết rất nhiều bí mật. Tỷ như nói, vì cái gì ngăn cản ta lộ ra ma pháp bia đá chuyện tình. Nếu tất cả mọi người dùng phương pháp chính xác học tập trên tấm bia đá ma pháp, như vậy nhất định sẽ hiện ra vô số ma pháp sư vĩ đại. Hắn miễn cưỡng dựa thành ghế. Loại chuyện này cần phải hỏi người khác. Y Lan nhảy đến trên mặt bàn. Ngươi có biết? Ác ma ngoé một cái khóe môi. Con ngươi đen nhánh trống rỗng mà nhìn chầm chầm vào nàng, thanh âm u sâm. Nghe nói qua, ma thuật sư nháo kịch, sao? Y Lan gật gật đầu. Cái này ai không biết a? À? Ma thuật sư nháo kịch ấy đã từng có một tiểu quý tộc, tuyên bố hắn phát minh một loại thuốc thử, có thể đem đá xám nham điểm hóa vì long tinh, ít muốn cái gì chi phí. Đá xám nham khắp nơi đều có, mà long tinh lại là mã pháp đại lục thông dụng trọng yếu tinh quán, sử dụng rộng khắp, giá trị rất cao. Nếu quả thật có thể đem đá xám nham điểm hóa vì long tinh, như vậy long tinh giá cả chắc chắn rớt xuống ngàn trường, khu ổ chuột cũng có thể dùng tới long tinh đèn. Quốc vương tiếp kiến rồi cái này yêu thích phát minh tiểu quý tộc. Đáng tiếc sự thật chứng minh đây chỉ là vừa ra nháo kịch, tiểu quý tộc nhưng thật ra là cái ma thuật sư, dùng chứng nhãn pháp lừa gạt quốc vương cùng dân chúng, muốn lừa gạt tài phú. Quốc vương giận dữ, đem điều này khi quân võng thượng gia hỏa kéo đến pháp trường chém đứt đầu. Mấy năm về sau, có người tuyên bố tìm được tiểu quý tộc còn sót lại bản thảo, dựa theo bản thảo bên trên phương pháp lại một lần nữa chế tạo ra thuốc thử thành công đem đá xám nham điểm hóa thành long tinh đồng thời vô cùng giá tiền thấp hướng dân chúng bán lần này sự tình huyên náo càng lớn đề cập càng nhiều người dân chúng cơ hồ tin là thật nhưng mà cuối cùng vẫn chứng minh cái này vẫn như cũ là một trận âm mưu chẳng qua ma thuật sư nhóm biểu diễn càng thêm rất thật đồng bọn càng nhiều lời đồn phạm vi càng rộng mà thôi chém đứt mấy trăm cái đầu về sau ma thuật sư nháo kịch rốt cục kết thúc từ đây Ai lại đề lên đá xám nham biến long tin chuyện, người bên ngoài liền sẽ khịt mũi coi thường, chế giễu hắn bị ma thuật sư lừa đi rồi đầu óc. Đây chính là ma thuật sư nháo kịch. Nhưng là, cái này cùng ta phát hiện lại có quan hệ thế nào đâu? Y Lan cực kỳ quái, ta cũng không phải ma thuật sư, ta là thật sự phát hiện ma pháp bí mật a. Thiên chân. Ác ma cười lạnh đánh gãy nàng, ngươi biết là ma thuật sư là giả. Y Lan chẳng lẽ không phải giả sao? Y Lan đem tiểu hắc đậu mắt vòng vo vài vòng, bỗng nhiên xoát một chút xù lông lên. Nàng hiểu được. Long tinh quản giá trị cao, sử dụng rộng, từ khai thác vận chuyển đến đưa vào sử dụng, sớm tại toàn bộ mã pháp đại lục tạo thành không thể phá vỡ vững chắc kích lợi liên. Vô số người từ giữa thu hoạch được bạo lợi. Nếu đá xám nham có thể chuyển hóa thành long tinh, long tinh liền sẽ cùng không khí, nước đồng dạng, mặc dù không thể thiếu, nhưng lại không còn có giá trị buôn bán. Sữa đá thành vàng chi thuật nếu tràn ra, như vậy kim liền tiện như đất. Điểm hóa long tinh đoạn người tài lộ, cho nên không cho phép tồn tại trên đời. Y Lan ngơ ngác vẫy vẫy đuôi, ma pháp nếu phổ cập, mang tới rung chuyển, lại nghiêng trời lệch đất. Bình dân vì cái gì không thể trèo lên trên. Bởi vì tài nguyên, tài phú, quân đội, kỹ thuật, tất cả đều tụ tập tại vương thất cùng quý tộc trên tay, bình dân chỉ có thể bán sức lao động mưu sinh, vô luận cỡ nào vất vả lao động, cũng liền chỉ đủ sống tạm mà thôi. Bọn hắn không có tiếp nhận giáo dục cơ hội, vĩnh viễn chỉ có thể phủ phục tại tầng dưới chót kéo dài hơi tàn, dùng nguyên thủy nhất sức lao động đến khiên lên cả tòa ép tới người chết kim tự tháp. Mấy ngàn năm, giai tầng sớm cố hóa. Chẳng sợ các quý tộc rơi xuống đi nữa, lại mục nát, Tòa này kim tự tháp vẫn như cũ không thể phá vỡ. Nhưng là, một khi ma pháp phổ cùng. Bình dân số lượng là xa xa vượt qua quý tộc. Không cần bao lâu, bọn hắn liền sẽ có được tung bay kim tự tháp lực lượng. Đây là nhất kiện đảo điên thời đại đại sự. Y Lan bóng len ngơ ngác ở trên bàn nhảy mấy nhảy. Nếu như nói ra, ta chính là kế tiếp ma thuật sư. Bọn hắn sẽ kịp thời đem ta xử lý. Hắn nhìn nàng bộ này xuống dạng trong lòng rất khó được không có cuồn cuộn ác ý. Hắn có một chút phạm lười. Hắn giật giật môi, ánh mắt chạy không, ngữ khí mơ hồ bể nhẽ. Có ta ở đây, ai có thể động được ngươi? Y Lan tiểu mau cầu thử lên lông, giống như là chịu lóe lên điện. Nàng cẩn thận chuyển động trong mắt, nhìn về phía hắn. Màu xám lớn chăn chiên bên trong bọc lấy thân thể nho nhỏ, hắn núp ở đại một trong ghế, gương mặt trắng bệt, buồn ngủ nhắm mắt lại hôm nay của thân thể này mười phần mỏi mệt thể lực cạn kiệt phi thường lợi hại hoắc y lan nhỏ giọng lầm bầm nói mạnh miệng ai không biết hắn cùng nàng hiện tại chính là hành tẩu tại vách núi đen giữa không trung dây kéo bên trên một khi đi nhầm một bước chính là phấn thân toái cốt vô luận là y lan thái hắn vẫn là mao cầu thái y lan đều phi thường dễ dàng bị giải quyết bảo trụ vi nan mới được a vì nàng chính mình cũng không biết chính mình là thế nào về đến phòng mở chân ngồi trên giường gỗ thở dốc lúc hắn phát hiện chính mình lại bị cái kia tóc đen nữ hài hung hăng đùa nghịch nếu như nàng nguyện ý cùng hắn hoang hảo tối nay chẳng lẽ không phải thiên thời địa lợi sao tại cùng nàng quyết đấu bên trong hắn từng bước rơi xuống hạ phong bị nàng chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo không được không thể còn tiếp tục như vậy Vi nàng hận hận mài răng Y Lan Linh, ngày mai, ta nhất định phải trong rừng chinh phục ngươi, rửa sạch nhục nhã. Thả xong khoát lát, hắn không khỏi lại có một điểm uể oải. Nàng! Khi thì thiên chân giống quan minh thiên sứ, khi thì tà ác giống ma quỷ anh túc. Vì sao lại có nữ nhân như vậy? Tiểu công tước trái tim thình thịt đập loạn, hắn bắt đầu lo được lo mất, lo lắng ngày mai chính mình có thể hay không bị nàng áp chế hùng phong không phấn chấn. Nghĩ quá nhiều vi nan thê thảm mất ngủ. Chương 13 13 ôm nhau mà nằm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Thêm đồ tư gắt túc y lan ngồi sổng ở trên mặt bàn, phiền não nhìn qua cho chim bên trong ác ma. Ngày mai, hắn liền muốn thu hoạch vi nan Vô luận từ chỗ nào một phương diện cân nhắc, nàng đều phải ngăn cản hắn. Nàng tuyệt không thể trơ mắt nhìn hắn giết chết vi nan Làm thế nào? nếu bám trụ Vi Nang không cho hắn một mình tiến rừng cây ác ma hẳn là cũng không có cái gì biện pháp đi chỉ có thể trước dạng này kéo một ngày là một ngày Y Lan buồn bực đem cái đuôi cuốn thành vòng vòng ngẫm lại ngày mai cùng Vi Nang đối thoại nàng cảm thấy một trận ngạt thở Vi Nang đừng đi rừng cây trời ạ à, Y Lan chẳng lẽ muốn ở trong này trước mặt đạo sư cùng các kỵ sĩ mặc làm sao Y Lan da lông nắng tuyến nàng thật sự là muốn bị ác ma tức nổ tung. Tức thành đồn cá. Nàng hung ác nhìn chầm chầm hắn. Hắn đã ngủ một hồi lâu, sắc mặt tái nhợt, không có chút nào tức giận, nếu không phải thỉnh thoảng nhíu một cái lông mày, hắn nhìn quả thực tựa như một khối nữ thi. Y Lan buông lỏng thân thể, ghé vào mặt bàn, đôi mắt nhỏ rủ xuống đầu gỗ bên cạnh, trừng hắn. Nhìn chính mình đi ngủ là nhất kiện thực thôi miên chuyện tình mí mắt của nàng rất nhanh liền nặng nề rớt xuống đi. Ác mộng giáng lâm. Y Lan mộng thấy chính mình cùng ác ma trao đổi thân thể sự tình bị quan minh thần điện đã biết. Thần quan nhóm bắt được nàng, đem nàng cất vào bao tải, ném vào phía dưới núi tuyết Sena băng hồ. Thật nặng, lạnh quá. Nàng liều mạng giải dụa, nhưng tay chân đều bị chăm chú trói buộc, y phục vừa nặng vừa ướt, thể lực cấp tốc tiêu hao. Nàng kìm nén bực bội, phổi sắp nổ không ai có thể cứu nàng. Nàng mệt mỏi quá. Nàng nhịn không nổi, rốt cục, nàng cam chịu hít một hơi. Cũng không có nồng nước. A, à, nàng dãy dụa lấy mở mắt. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, nàng phát hiện chính mình núp ở rộng lượng chiếc ghế gỗ bên trong, trên thân dáng băng lãnh y phục ẩm ướt váy, bên ngoài lại bọc một đầu kính gió lớn cho chiên. Ban đầu trời đã sáng, nàng đổi về thân thể buồn tại một đống vải ướt bên trong đi ngủ hại nàng làm cái kia chìm hồ ác mộng. Y Lan dạng này ngủ một đêm ác ma hắn sẽ không cảm thấy khó chịu sao? Nàng viện cái ghế đã dùng hết lực lượng toàn thân mới đứng lên đắp lên người cho chiên, tựa như trong mộng con kia kiếm không ra bao tải đồng dạng lại lạnh lại chìm dáng chính mình. Nàng toàn thân phát run mặt tựa như là bông làm đạp lên mềm mềm dẫm không thật. Hỏng bét ngã bệnh nàng mơ mơ màng màng giơ tay lên sờ lên cái trán cũng không biết bỏng không được bỏng nàng chống chống đỡ mặt bàn sau đó lung la lung lay đi về phía trước muốn nằm dài trên giường đi vừa chuyển ra một bước thân thể liền đã mất đi khống chế mềm nhũng té ngã mặt không có có người tiếp nhận nàng trước mắt thế giới có chút lay động y lan cố hết sức nháy nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại Ác ma sắc mặt rất thúi. Hắn một tay ôm lấy eo của nàng, cầm trong tay cách bao hướng trên giường vung lên, sau đó phi thường không khách khí lột cho chiên, bắt đầu thoát trên người nàng y phục ẩm ướt váy. Không cần. Y lan kinh hãi. Phản kháng của nàng vừa mịn vừa mềm, không hề có tác dụng. Hắn lạnh lùng cười. Dùng ta thân thể lúc, không phải thực thích thân thể trần truồng nhảy tới nhảy lui sao. Ngươi còn biết thẹn thùng. Y Lan chấn kinh lại luống cuốn. Hắn nói, tự như là sự thật a, à, Nhưng là không đối. Khẳng định có không đúng chỗ nào. Đầu nàng vừa nặng lại đau, trong đầu giống như là tràn đầy súp khoai tây, căn bản chuyển bất động đầu óc. Hắn mặt lạnh lấy bóc mấy lần, phát hiện ẩm ướt váy đính vào trên thân, rất khó cởi ra. Rõ ràng tùy tay xé ra. Đâm kéo. Phế phẩm váy dài bị hắn tùy tay ném ở góc tường. Y Lan lại choáng vừa thẹn, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, lột cái này thân y phục ẩm ướt váy, thật sự là rất thư thái. Hắn đem nàng vòng vo một mặt, xoát xoát, xé toan thiếp thân đồ lót cùng tiểu khố váy. Vốn định cho nàng mặc vào một bộ khác y phục, ngẫm lại ngại phiền phức, rõ ràng đem nàng trần trùng trục hướng giường chiếu bên trong một nhấn, khỏa tiếng trong chăn bông, giống quyển quyển gia cừu đồng dạng biến thành một đầu, thúc đẩy giường chiếu. Y Lan xấu hổ giận dữ muốn chết. Hắn liếc nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Nhớ tới đêm qua. Hơn nửa đêm hắn bị đông cứng tỉnh, toàn thân đau đến phải chết, cuốn họng làm câm, tay chân mềm mại bất lực, con mắt loạn mạo tinh tinh. Hắn nhớ tới thân lấy nước, lại hai mắt biến thành màu đen trời đất quay cuồng, ngã lại trong ghế. Mà nàng, a, à, cái này vô tình vô nghĩa không tim không phổi đồ vật, ghé vào trên mặt bàn ngủ được ngáy ngủ gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Hắn đã muốn không nhớ rõ chính mình có mấy vạn năm không có như thế táo bạo qua. Hắn ngay lúc đó tính là, trời vừa sáng đổi về thân thể liền đem nàng ném xuống sông đi. Nhưng ở nhẫn nại sau một đêm, hắn rốt cục vẫn là quyết định lấy đại cục làm trọng, đợi nàng hết bệnh rồi lại thu thập. Vạn nhất không cẩn thận đem bệnh này mèo chơi chết, chẳng phải là muốn liên lụy chính mình. Chống đến trời sáng, hắn thay nàng mang tới cách bao, tự hạ thấp địa vị tự mình cho nàng thay quần áo váy. Nàng thế mà còn bày ra một bộ cực khuy dáng vẻ. Sớm biết không bằng ném trong sông. Đi ngủ. Hắn lạnh như băng nói, ta đi bắt người tới trị bệnh cho ngươi. Đang muốn đi, động tác dừng lại, hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Một cái tay nhỏ từ trong chăn bông vương ra, kéo lại hắn áo choàng. Không được, không cần. Nàng thiêu đến mơ mơ màng màng, gương mặt cùng bờ môi giống như là nhiễm lên hỏa hồng hoa nước. Mặc dù nàng có chút thần trí mơ hồ, nhưng nàng biết, bác sĩ nhất định sẽ bị hắn diệt khẩu. Nếu hắn vì nàng giết người, nàng liền không còn là y lan, mà là một cái khác ác ma. Nicole cùng lão Linh sẽ thương tâm muốn tuyệt. Chính là cảm lạnh mà thôi. Nàng trầm thấp nói, uống nước nóng, che xúc mồ hôi đến liền sẽ tốt. Hắn nhìn chầm chầm nàng một hồi, sau đó thay nàng mang tới nước nóng nàng liền đứng dậy uống nước khí lực đều không có hắn dìu nàng mớm nước cảm giác thật sự là khó mà hình dung kỳ quái một bẩm sinh thần chỉ ông một cái nho nhỏ phàm nhân cho nàng uống nước hắn hiếp mắt vì tương lai nàng chuẩn bị một trăm loại kiểu chết rót mạnh nước sau nàng cũng không có chảy mồ hôi hắn có một chút táo bạo vẫn là có thể hay không tốt hắn am hiểu hủy diệt, không biết trị càng. Lạnh quá. Nàng nhắm mắt lại, hô hấp có chút gấp rút, từng đoàn từng đoàn nhiệt khí từ trong mồm thở ra đến, mang theo kỳ dị ngọt ngào hương. Hắn do dự một chút. Nàng thật sự là quá yếu đuối, liên quan tới điểm này, đêm qua hắn đã muốn tự mình lĩnh giáo qua. Lại đóng một giường chăn bông, sợ rằng sẽ đem nàng đè chết. Chỉ cần đem nàng che nóng là được sao? Hắn rơi vào trầm tư rất nhanh hắn có chủ ý ngón tay nhẹ nhàng vừa động áo choàng biến mất thân ảnh của hắn cũng biến mất tại nguyên chỗ một giây sau hắn xuất hiện tại y lan trong chăn bông thần minh muốn để chính mình có nhiệt độ vậy liền sẽ có nhiệt độ đây là ta ban đêm muốn dùng thân thể đương nhiên muốn tỉ mỉ đảm bảo hắn nghĩ như vậy yên tâm thoải mái duỗi ra hai tay đem nàng ôm vào trước ngực a à, thật nhỏ thật nhuyễn nhân loại quả nhiên là quá yếu ớt rất dễ dàng chết mất y lan cảm thấy ấm áp tự cứu bản năng thúc đẩy nàng dựa vào hướng nguồn nhiệt vật này cho nàng mang đến mãnh liệt cảm giác an toàn nó rộng lớn nóng bỏng không thể phá vỡ nó vòng quanh nàng chỉ cần nàng nguyện ý giống như liền có thể tại đây cái yên vui ổ đợi cho thiên hoang địa lão liền ngay cả ánh sáng minh thần điện thần quang đều không thể lực mang nàng đi nàng đem cái trán cùng gương mặt đẩy lên đi, nhẹ giọng ưng, đưa tay vòng lấy nó. Tay bị lấy ra, nhấn về bên người của mình. Choáng váng đầu y lan. Đừng sờ loạn. Trầm thấp động lòng người tiếng nói dán chặt lấy lỗ tai vang lên. Y lan một cái giật mình thanh tĩnh không ít. Nàng cố gắng trở về hoàng hồn, mở to mắt. Nàng cọ tại một cái bền chắc trên lồng ngực. Đường công trôi chảy hoàng mỹ, xương quai xanh xinh đẹp, màu da tái nhợt nhưng không hư hao chút nào sắc đẹp. Còn có màu sắc hơi chìm. Y Lan hơi kém quyết tới. Nàng nơm nớp lo sợ nâng lên ánh mắt, va vào một đôi sao bóng đêm càng thâm trầm con mắt. Nàng cứ như vậy dựa vào trong ngực của hắn. Cũng không mặc y phục. Trong đầu sấm sét vang dội. Nàng vừa động cũng không động được, ngơ ngác nhìn chầm chầm gần trong gan tất tuấn mỹ ác ma, nửa ngày nhã không ra một chữ trên người hắn có băng tuyết hương vị. Ẩn ẩn có một chút rất nhạt rất nhạt mùi thơm, giống chôn ở trong tuyết hắc liên, hương vị xông vào băng tuyết bên trong. Thân thể của hắn rất nóng, đem nàng che suốt mồ hôi đến đây. Hắn nâng lên một bàn tay, thực không khách khí nhấn tại trán của nàng bên trên. Ân. Hữu hiệu. Hắn hiếp mắt, thần sắc hài lòng, mang theo một loại không hổ là ta, chuyện gì cũng có thể làm tốt, kiêu ngạo. Y Lan, duy nhất làm cho nàng cảm thấy vui mừng là, ác ma này hoàn toàn không có đem chính hắn xem như nam nhân, cũng không có coi nàng là thành nữ nhân. Hắn nhìn nàng ánh mắt, cùng hắn nhìn bóng len thời điểm không có gì khác nhau. Trời mới vừa tờ mờ sáng, phi Nan liền một mình rời đi lữ điếm, đi mộ mặt trời rừng rậm. Hắn không gọi Y Lan, không cho nàng đổi ý cơ hội. Thủ đô phái tới Thuận Binh đã muốn tiến nhập mộ đạo thăm dò. Tám giờ rưỡi lúc, dêm đạo sư cũng tới. Sớm A Vi nan, ngươi cùng phụ thân của ngươi đồng dạng tự hạn chế. Dêm thần thanh khí sản chào hỏi, đêm qua Mỹ Diệu vẫn lưu lại tại nét mặt của hắn bên trong. Vi nan ưu nhã mỉm cười hành lễ. 9 giờ, Y Lan chưa từng xuất hiện. Dêm mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Đứa nhỏ này làm sao ngược lại tham ngủ đi lên. Vi nan đứng lên. Ta đi xem một chút đi một cái vóc người cao lớn kỵ sĩ ấn xuống hắn bả vai dưới mặt nạ bích mô mang theo giò xét tiếp cận vi nan bầm đen đáy mắt gác túc tiếng nói nặng nề ta đi tiểu công tước lưu tại nơi này trợ giúp dêm đạo sư để tránh chậm trễ chính sự không tệ dêm phiền não xoa chính mình đầu trọc lại không nắm chặt muốn chép không hết vi nan ngươi không thể đi vi nan nhíu mày theo gác túc đi ra mấy bước thấp giọng nói ngươi sẽ không đối y lan làm cái gì đi gác túc ngươi nếu là tổn thương nàng ta thề hai nhà chúng ta minh ước sẽ tại ta cầm quyền về sau kết thúc gác túc tức giận đến nở nụ cười ta không ngốc đến trêu chọc một đầu phát tình tiểu hùng sư phi nan nhưng lại không còn khí lực so đo hắn một đêm không ngủ lúc này cả người đều có điểm phiêu gác túc rất nhanh liền đi vào y lan nhà gỗ bên ngoài hắn nâng lên nắm đấm, bành bành, phá cửa. Trong phòng có chút nhỏ xíu, hốt hoảng động tĩnh, tất tiếng sột soạt tốt giống tại mặt quần áo váy. Xin đợi một chút. Nữ hài mềm mại thanh âm bay ra. Hắn vốn định trực tiếp đá tung cửa, nhưng nghe đến nàng mang theo một điểm thở thanh âm, hắn bỗng nhiên liền nhớ lại nàng quấn tại cho chiên bên trong bộ dáng, không hiểu không động dậy nổi. Cửa gỗ mở ra, thân ảnh kiều tiểu đứng ở phía sau cửa, dơ lên lớn chừng bàn tay khuôn mặt. Dáng dấp của nàng thực không thích hợp, mặc dù vừa nhìn liền biết tại phát sốt, nhưng gương mặt đỏ ửng quá mức, con mắt nước nhuận, hàm chứa chút ý xấu hổ. Gác túc ánh mắt quét qua, tại góc tường phát hiện phế phẩm, bị xé nát y phục. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Các ngươi đốt đốt tử đã muốn tiến hóa thành thần kỳ Mary Sue tác giả. Kiêu ngạo. Di Chương 14 14 cầm bệnh nũng niệu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trong góc tường loạn xạ ném xé thành rách rưới y phục Cô gái trước mặt yếu đuối tựa như một đóa chịu khổ mưa gió tàn phá tiểu hoa Các cút chấn kinh đến rút lui một bước Tại sao có thể như vậy? Hôm qua vi nang nói yêu nàng, nàng căn bản không lĩnh tình Chẳng lẽ mình rời đi về sau, mong muốn đơn phương vi nang nhưng lại đối nàng dùng sức mạnh sao? Vi nan hao út, là một có được cao quý huyết thống, tiếp nhận đỉnh cực tinh anh giáo dục đại quý tộc, sao có thể làm ra loại này không bằng cầm thú chuyện tình. Thân sĩ tuyệt sẽ không dạng này. Các túc con ngươi co vào, nhìn chầm chầm trước mặt đáng thương tóc đen nữ hài. Nàng suy yếu giống một gốc lúc nào cũng có thể sẽ bẻ gãy hoa, trên người y phục hiển nhiên là vừa mới vội vàng mặc vào, tuyệt không vuông vứt. Tóc đen mềm mại tung bay trên sau lưng, nàng rõ ràng không có cái gì khí lực, thỉnh thoảng nhẹ nhàng đánh lấy rùng mình, lại cố gắng đứng thẳng lên nàng non mềm lưng. Tay nàng đỡ khung cửa, ánh mắt đề phòng. Thật đáng thương a, à, các tút mềm lòng. Y Lan cũng không biết tại nàng mở cửa ngắn ngủi một nháy mắt, đối phương liền đã não bổ xong vừa ra tình cùng sắc bi kịch. Thân vương điện hạ, nàng nói, ta bệnh đến kịch liệt, tạm thời khả năng không thể sao chép ma pháp bia đá. Có thể hay không thay ta hướng dêm đạo sư xin phép nghỉ cổ họng của nàng thiêu đến có một chút khàn khàn, mềm mại thanh âm ngọt ngào nghe qua gợi cảm cực kỳ. Các túc hầu kết lăn lộn, trong đầu kìm lòng không đặng bắt đầu tưởng tượng nàng bị vi nang đặt ở trên giường giải dụa, hãm ách cuốn họng bộ dáng. Nàng cuối cùng vẫn đánh không lại một người tuổi còn trẻ khỏe mạnh cường tráng nam nhân, về sau cái này nho nhỏ trong nhà gỗ đều chuyện gì xảy ra. Từ bỏ chống lại một khắc này, nàng có phải là thực tuyệt vọng? Lại sau đó thì sao? Vi nàng mang cho nàng vui thích sao? A à, không được, gặp quỷ vui thích, nhìn nàng một cái đều bị ép buộc thành hình dáng ra sao? Gác túc hung hăng bấm một cái lòng bàn tay, đêm này không thể lộ ra ngoài ánh sáng hình tượng trục xuất não hải. Ngươi! Hắn mới mở miệng, liền phát hiện thanh âm của mình trở nên lại cắt lại câm, dọa đến ngậm miệng lại. Điện hạ! Y Lan cảnh giác lên, bắt được cửa, tùy thời chuẩn bị quẳng bên trên, ngài tới tìm ta, rốt cuộc có gì sự tình. Trầm mặt một hồi, các túc vụn trộn điều hòa hô hấp, hạ thấp thanh âm nói. Chính là thay đạo sư của ngươi tới xem một chút. Ngươi, cần trợ giúp sao? Không cần, cảm ơn. Y Lan quả quyết đuổi người, ta nắm chặt ngủ tiếp một hồi, tranh thủ buổi chiều làm lại. Không cần gấp gáp như vậy. Các túc đầu óc có chút loạn, cũng không biết là muốn an ủi nàng, vẫn là muốn ngắt lời một chút chính mình thực không bình thường suy nghĩ, thế nhưng mở miệng hướng nàng thổ lộ một sự kiện, trong huyệt mộ có phát hiện, nói không chừng còn sẽ có mới bia đá, các ngươi rất có thể còn phải lại lưu mấy ngày. Y Lan bén nhạy bắt được một tuyến linh quan, cho nên nói còn có khắc mộ thất sao. Khối kia khắc lấy thủy nguyên tố tên thật bia đá, hiển nhiên là một khối phong mộ thạch. Nếu còn có mới bia đá, đây chẳng phải là mang ý nghĩa nơi này không chỉ một tòa mộ trong mộ chi mộ, gác túc hơi chấn động một chút. nữ hài thông minh vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, vừa mới đã trải qua loại sự tình này về sau, nàng thế mà không có cam chịu, tâm tư còn có thể đặt ở chính sự bên trên. thật sự là cứng cỏi a. À. gác túc ánh mắt không tự giác mềm mại rất nhiều. chính hắn cũng không có ý thức được, hôm qua vi nang biểu hiện ra si tình, đã muốn thành công đưa tới chú ý của hắn hắn vô ý thức muốn nhìn một chút, cái này tóc đen nữ hài trên thân rốt cuộc có gì chỗ thích hợp, có thể đem vi nang một người như vậy mê đầu óc choáng váng. Hôm nay, hắn phát hiện vi nang không tiếp vi phạm thân sĩ nguyên tắc cũng phải đối nàng dùng sức mạnh, lại cất cao nữ hài trong lòng hắn giá trị cảm giác. Nàng nhất định có cái gì độc đáo mị lực là ta chưa phát hiện. Vi nang vì nàng, ngay cả Tây Phù đều không cần. Nha, đáng thương Tây Phù, rõ ràng xinh đẹp như vậy thiện lương như vậy bất quá cái này tóc đen nữ hài giống như càng thêm đặc biệt giống được sinh vật cạnh tranh bản năng là từ xưa liền thắt vào trong xương tủy nó khả năng không hiển sơn không lộ thủy nhưng kiểu gì cũng sẽ tại nhỏ xíu địa phương lặng lẽ kích động một chút cảm xúc cùng ý nghĩ tỷ như giờ phút này hắn cũng rất muốn đánh vi nan một chút đương nhiên hắn cho là mình cũng không có cái gì khác tâm tư chính là đơn thuần ra ngoài chính nghĩa nghĩ thay một cái đáng thương, bị mạnh. Bạo nữ hài lấy lại công đạo. Nhanh đi nghỉ ngơi. Gác túc điện hạ cường thế nói, thân thể đều thành dạng gì, đừng ngốc đứng. Y Lan chậm lục bả đầu nghiêng về một bên. a à, người vương tử này giống như có điểm là lạ. Bất quá nàng còn phát sốt, không có tâm tư suy nghĩ thân vương điện hạ ý nghĩ. Nàng bộ này sủng manh sủng manh dáng vẻ làm cho mặt nạ vàng kim sau xanh biết trong mắt lại lần nữa co vào, quá đáng yêu. Nguyên bản nàng là như vậy kiệt ngạo lạnh lùng, nhưng ở nhận qua tổn thương về sau, lại trở nên yếu ớt mỹ lệ, không có sức chống cự gì xâm phạm, chỉ có thể mặc cho người vì muốn vì. Thật sự là rất dễ dàng kích phát lòng người để tà ác lòng ham chiếm hữu A. Gác túc bỗng nhiên còn có một điểm hiểu được vi nan. Đương nhiên, lý giải về sau, càng thêm kinh bỉ cùng thống hận giống bọn hắn dạng này xuất sinh liền người mang cường điệu nhậm nam nhân, từ nhỏ đã tại học tập tỉnh táo, lý trí cùng khắc chế. Nếu như ngay cả thú tính đều vượt qua không được, nói gì thành tựu đại nghiệp. Ta vĩnh viễn không có khả năng bởi vì một nữ nhân mà vi phạm nguyên tắc của mình. Thân vương điện hạ nắm chặt nắm đấm, thật mạnh quay người rời đi, áo tràn quét ngang qua sáng sớm ướt ác không khí, phát ra, bá, một tiếng vang giòn. Y Lan đưa mắt nhìn gác túc rời đi về sau, đóng cửa lại, du hồn đồng dạng phiêu về trên giường. Ác ma từ trong vách tường rỉ ra, mặc dù bản thân hắn cũng không e ngại lực lượng ánh sáng, nhưng nay trúng kỳ quái đổi hồn nguyền rủa, hắn vạn sự cẩn thận, không thể để cho Y Lan bị quan minh thần điện để mắt tới. Hắn thực thuận tay đem Y Lan giới trở về trong ngực, toàn bộ khép tại trước ngực. Chật, hắn nhắm lại mở mắt, nhìn, người này cũng không kịp chờ đợi muốn làm tế phẩm đâu. Y Lan hoảng sợ ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Đùa giỡn cái gì, ác ma trong miệng, hiến tế, kia là cầu hoang tí tứ được không? Các cúc hướng nàng cầu hoang. Nhưng bỏ qua cho nàng đi. Nàng có chút phiền não muốn làm sao làm ác ma giải thích chuyện này. Nếu như nói ra chân tướng, hắn nhớ tới chính mình đã từng nói những lời kia, sợ rằng sẽ thẹn quá hóa giận, trực tiếp bóp chết vi nan. Thật sự là sầu người. Y Lan lắc đầu, được rồi, sau khi khỏi bệnh suy nghĩ tiếp này đó nhức đầu vấn đề việc cấp bách là hảo hảo ngủ một giấc làm cho nhiệt độ cơ thể triệt để hạ lúc này nàng mặc vào y phục ác ma cũng thuận tay ngưng ra áo choàng màu đen nhưng lại không như vậy xấu hổ ngược lại có loại kỳ quái cảm giác an toàn nàng quá lạnh rõ ràng phát sốt chăn bông cùng y phục nhưng thủy chung giống che không nóng khối băng đồng dạng toàn bộ thế giới chỉ có một nguồn nhiệt thì phải là ác ma thân thể dù sao dù sao nàng biến thành bóng len thời điểm đã ở trên người hắn ủi đến ủi đi tiến vào chui ra cũng không có gì lớn đi nàng mơ mơ màng màng ngủ một hồi tỉnh một hồi không biết qua bao lâu bỗng nhiên cảm giác hắn tại tách ra ngón tay của nàng nàng nắm chặt hắn áo choàng hắn chính đem tay của nàng đẩy ra mặc dù hắn có thể trực tiếp biến mất nhưng nàng co lại thành như vậy nho nhỏ một đoàn tựa sát hắn, nắm lấy sim y của hắn, một bộ rời không được hắn bộ dáng, cái này khiến tâm tình của hắn tốt lắm, người cũng có chút lười, không muốn động dùng hắc ám lực lượng. Không nghĩ tới đem nàng làm tỉnh lại. Nàng mở to ngủ được mê mang nước nhuận con mắt, dơ lên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi hắn. Ngươi muốn đi đâu? Thu hoạch tế phẩm. Hắn thuận miệng đáp y lan một cái giật mình tỉnh táo lại không cần hắn kia xinh đẹp lạnh lùng mặt mày bên trên bao phủ âm trầm hát vụ ngươi muốn vì nam nhân kia ngỗ nghịch ta y lan trái tim thẳng thắn trực nhảy nàng biết hắn thăng thăng muốn đi chính mình căn bản không có năng lực lưu hắn lại dùng sức mạnh khẳng định là không được giờ phút này duy nhất ưu thế chính là chính mình vẫn uống tại trong ngực của hắn không nói này chém chém giết giết hai người ở giữa bầu không khí còn tính là có chút ấm áp nàng quyết định cầm bệnh nũng niệu xuất ra mới trước đây đối phó nicole cùng lão linh bộ kia đến ta thật là khó chịu ta quá lạnh nàng tội nghiệp nhìn qua hắn vì phòng ngừa hắn đột nhiên biến mất nàng rõ ràng nắm tay vòng đến phía sau hắn ôm eo của hắn giống một con bạch tuột đồng dạng dáng ở trên người hắn ngươi đi rồi ta nhất định sẽ chết cống ở trong này ô ô ô không muốn đi thân thể của hắn cứng một chút đừng sờ loạn hắn nói nàng ngược lại đem mặt chui vào hắn trong ngực bộ ngực của hắn phi thường rắn chắc eo lại kình gầy dáng người so với nàng thấy qua bất cứ người nào đều tốt hơn bất quá thời khắc này nàng cũng không có tâm tư thưởng thức sắc đẹp nàng hôn trầm trong đầu một cái duy nhất suy nghĩ chính là lo lắng tiểu công tước sinh mệnh an toàn cả đầu chỉ muốn lưu lại ác ma không cho hắn đi. Hắn trầm mặt một hồi. Mang theo tiếng vọng trầm thấp tiếng nói yếu ớt từ đỉnh đầu đáp xuống. Ngươi đang câu dẫn ta. Y Lan đi lòng vòng bột nhão đồng dạng đầu óc, cảm thấy mình cũng không có câu dẫn hắn, vì thế thành thật trung phía dưới. Bất quá khuôn mặt của nàng ủi tại trong ngực của hắn, nhìn qua cũng chỉ là cỏ xác. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hai ngón tay bóp lấy cầm của nàng, đem khuôn mặt của nàng từ trong ngực hắn xách ra. Hắt ám hẹp dài hai mắt không chút để ý liếc nhìn nàng. Khóe môi ôm lấy ghét bỏ độ cong. A, à, chỉ thấy nàng thanh tịnh đôi mắt nhiễm lên mông lung sương mù, tái nhật khuôn mặt nhỏ xoa không bình thường đỏ ửng, sung mãn kiều nộn cánh môi tựa như vừa mới tràn ra đóa hoa. Theo hô hấp, trận trận mật hoa đập vào mặt. Sợi tóc của nàng bên trong cất dấu ống ánh tiểu mồ hôi, tóc đen giống như là ngâm nước tảo đồng dạng, sẽ cuốn người. Nét mặt của hắn động lại, hầu kết thực mất tự nhiên trên dưới lăng một vòng. Y lang đầu hiển nhiên bệnh không thế nào liên quan, cũng không có nghe được hắn đang giễu cợt nàng, mê mang một lát, sau đó thành thật trả lời vấn đề của hắn. Ta là Y Lan A, ngươi đã quên tên của ta. Tiểu xảo đáng yêu khóe môi có chút hướng hai bên một đổ, nàng xem ra thực vĩ khuất. A, à, ta tại sao phải ghi nhớ một con kiến danh tự? Thần Minh Đại Nhân cao ngạo đáp lại. Mã. Kiến con kiến thực cần cù. Nàng lộ ra một cái đần độn biểu lộ, ngẹo đầu, ngủ thiếp đi. Hắn nhìn chầm chầm nàng ngủ nhang, bất tri bất giác liền đến giữa trưa. Cùng vi nan thời gian ước định. Hắn đem nàng từ trên thân bóc xuống dưới, dùng chăn bông một quyển, đẩy lên giường chiếu tận cùng bên trong nhất. Nhìn chầm chầm nàng, thần sắc khó lường. Một lát sau, hắn cười lạnh biến mất tại nguyên chỗ. Ý chí của thần không thể lay động. Chương 15 15 tranh giành tình nhân Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vi nàng không yên lòng sao chép trên tấm bia đá phương trình Gác túc nói y lan bệnh, trong phòng nghỉ ngơi, thay nàng hướng dêm đạo sư xin nghỉ Vi nàng vừa khẩn trương lại kích động Hắn nhận định y lan đây là tại chuẩn bị cùng mình buổi trưa hẹn hò Hai người cùng rời đi nơi này tiến vào rừng cây, thật sự là quá đáng chú ý, cho nên cái kia tiểu yêu tinh rõ ràng giả bệnh không đến. Nha, thật là khiến người tim gan loạn chiến. Nàng thật giả. Hưng phấn tràn ngập thần kinh, đem một đêm chưa ngủ buồn ngủ trục xuất thân thể, hắn kích động cực kỳ, cũng không có chú ý tới bên người gác túc có chút không đúng. Gác túc từ tiểu trấn lần trước đến về sau, vẫn tại lạnh như băng quan sát đến vi nan. Nhìn đến vi nan động tác phù phiếm lơ mơ, thần sắc quá phận phấn khởi, cắt túc càng thêm khẳng định phán đoán của mình tên cầm thú này nhất định đối nữ hài làm rất điên cuồng chuyện tình vi nan giêm đạo sư lại một lần nữa thét lên ngươi hôm nay sao lại thế này tại sao lại đem đơn giản nhất ký hiệu chép sai lầm rồi nha thật có lỗi vi nan bóp bóp mi tâm một đêm không ngủ trong lòng lại nhớ hẹn hò thật sự là không thể tập trung tinh thần tới làm cái này buồn tẻ nhàm chán làm việc thật vất vả ngơ ngơ ngắc ngắc chịu đựng được đến giữa trưa vi nan mang lên lương khô làm bộ đi hướng rừng cây nhớ tới tối hôm qua khi lan biểu lộ hô hấp của hắn không khỏi vừa vội gấp rút mấy phần nàng nói rời đi các kỵ sĩ bước vào rừng rậm là được nàng sẽ tìm đến hắn lúc ấy nàng hiếp mắt thần sắc giống một chân chính thợ săn nha nàng là muốn đi săn hắn a à? thật sự là quá tự tin hắn chờ một lúc nhất định khiến nàng biết, ai mới là tại trong miệng người khác dãy dụ cầu xin tha thứ con mồi. Vì nàng miệng đắng lưỡi khô, giơ tay lên, giải khai trừ đến hầu kết bên trên cúc cổ áo, kéo ra câu kim tuyến cổ áo, đem gầy mà bạch bộ ngực mở ra nho nhỏ một mảnh. Hắn đi vào rừng cây. Hắn suy đoán nàng nhất định đã muốn giấu ở phụ cận, chờ hắn đến. Vì tiết kiệm một chút lẫn nhau tìm kiếm thời gian, hắn cố ý đem dưới chân cỏ dại bị đá ào ào vang thỉnh thoảng còn nhẹ thổi nhẹ hai tiếng huýt sáo thật sự là làm cho người ta hưng phấn a à. hắn lại một lần nữa nhớ tới cái kia ánh nắng tuy líp mộng quả nhiên mộng đều là một loại báo hiệu cô gái này thực sẽ cho người ta kinh hỉ hắn mang khoái động tâm tình tìm tòi một hồi cũng không có phát hiện con mồi bóng dáng đáng yêu con cừu non để cho ta xem ngươi giấu ở nơi nào trong rừng cây bỗng nhiên tối rất nhiều vi nan kỳ quái ngẩng lên đầu nhìn một chút phát hiện cũng không có đám mây che khuất mặt trời nhiệt độ lại là thấp xuống gió thổi tiếng cái cổ có chút âm hàng hắn cảm giác được có cái gì tiếp cận chính mình trở lại hướng bốn phía nhìn lại cũng chỉ có một mảnh yên lặng rừng cây hắn thử thăm dò kêu một tiếng ra đi ta nhìn thấy ngươi tiếng gió đè thấp, bầu không khí quỷ bí. Trong lòng đột nhiên phát lạnh, Vi Nang đột nhiên quay đầu. Một gốc chết héo da trắng gỗ một đằng sau, chậm rãi đi ra một thân ảnh. Y Lan mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện đầu không nặng như vậy. Cái này ngủ một giấc phi thường an ổn, chăn bông đắp lên người, thế mà làm cho nàng cảm giác được nóng. Xem ra bệnh của nàng đã muốn tốt hơn hơn nữa. Ánh nắng xuyên thấu qua hôi mông mông cửa sổ thủy tinh, vẫy vào chân tường hạ giữa trưa y lan một cái giật mình ngồi dậy ác ma không ở hắn nhất định đi thu hoạch vi nan y lan vội vội vàng vàng nhảy xuống giường đầu còn có một điểm chìm bất quá vấn đề không quá lớn nàng đem trên bàn gỗ hai túi thịt bò khô nhét về trong ngực sau đó đỉnh lấy mặt trời chó chang rồi đi tiểu trấn tiếng về mộ mặt trời rừng rậm hàng vạn hàng nghìn chia ra sự tình a à, trời ạ à ta đã không biết nên hướng ai cầu nguyện. Nàng chạy chậm đến, đi tới mục đích. Đi đá bên cạnh chỉ có dêm đạo sư một người. Y Lan thẩn trương đến thở không nổi. Đạo sư, vi nan đâu? Tiểu Y Lan. Dêm từ ma pháp phương trình trong hải dương dương lên đầu trọc, nha, ta không có chú ý hắn khi nào thì rời đi, đi nơi nào. Nhanh, nhanh đầu nhập khẩn trương làm việc, nếu không thật muốn làm không hết. Khi mau đem vi nang tìm trở về. Y Lan quay người đi hướng rừng cây, ba người khẳng định phải so hai người càng nhanh. Dêm đạo sư nhẹ gật đầu, cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Y Lan cấp tốc nhìn khắp bốn phía. Các kỵ sĩ đều tại đông bắc phương hướng trong rừng thuận tiện, cho nên vi nang nhất định sẽ tránh đi nơi đó. Y Lan quả quyết chạy hướng về phía tây nam phương hướng. Nàng rất nhanh liền tại trong bụi cỏ phát hiện nhàn nhạt đạp ngấn, tươi mới giấu chân hướng rừng cây chỗ sâu lan tràn. Y Lan nhịp tim kịch liệt đụng chạm lấy lồng ngực, tay chân đều có chút như nhũng ra. Vi nan ngươi là chưa từng thấy nữ nhân sao. Y Lan chạy thở không ra hơi, tức giận nói thầm chửi mắng, người khác ngón tay nhất câu ngươi liền hướng bên trên góc, thật sự là đầu óc sinh trưởng ở trên mông. Chạy ra một khoảng cách về sau, Y Lan nghe được phía trước truyền đến một chút động tĩnh. Nàng thần sắc chấn động, tăng thêm tốc độ xuyên qua một đám có gai giả bụi gai bành là thân thể thật mạnh đâm vào trên cành cây thanh âm y lan lần theo thanh âm chạy đi ngay tại nàng vòng qua mấy cây cây phong phát hiện một mảnh tiểu không lúc trước mắt đột nhiên một hoa một cái thân ảnh màu trắng thẳng tắp hướng tới nàng ngã tới động tác phi thường chật vật một loại nào đó trân quý dị thường động vật tuyến mùi thơm cơ thể nước hương vị cũng mùi máu tươi đập vào mặt mặt bạch y dùng quý tộc nước hoa chính là vi nan y lan trái tim đột nhiên nhảy một cái đưa tay bắt được vi nan cánh tay nàng lúc đầu nghĩ đỡ lấy hắn nhưng nàng thân thể suy yếu hắn quẳng tới được lực trùng kích lại quá mạnh nàng bị hắn mang theo phanh một chút đâm vào cây phong bên trên nàng không để ý tới kêu lên đau đớn vội vàng mở ra cánh tay ngăn ở vi nan trước người kêu lên dừng tay ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tổn thương hắn bỗng nhiên ở giữa, gió đều ngừng. Y Lan cảm giác được một cổ hàng ý lạnh lẽo. Hoảng hốt có loại ảo giác, giống như toàn bộ thế giới đều mang hắc ám cuồng nộ tại chăm chú nhìn chính mình. Nàng lông tóc dựng đứng, khẩn trương dương mắt nhìn hướng về phía trước. Ôi chao! Người trước mặt, không phải ác ma. Dĩ nhiên là gác túc. Hắn mặt nạ vàng rớt xuống trong bụi cỏ, khóe môi cũng treo vết máu, con mắt dưới đáy có một vòng bầm đen, nhìn cũng không so vi nang tốt bao nhiêu. Y Lan ngơ ngác trừng mắt nhìn. Không phải ác ma sao? Gác túc cùng vi nang, vì cái gì ở trong này đánh nhau? Bị nàng bảo hộ ở sau lưng vi nang phát ra trầm thấp tiếng cười. Gác túc, nhìn thấy sao? Y Lan tới tìm ta. Ta cần lập cái gì vụng về hoang ngôn. Gác túc thần sắc nhìn mười phần thất bại. Hắn không cam lòng tới gần hai bước, tiếp cận Y Lan con mắt hắn ép buộc ngươi, ngươi còn muốn che chở hắn. Y Lan không hiểu ra sao. Các túc sắc mặt phi thường rối rắm, khó khăn mở miệng. Coi như như thế, ngươi cũng không phải không phải hắn không thể. Ta sẽ không cho phép tại dưới mí mắt ta, lại phát sinh vi phạm ngươi ý nguyện chuyện tình. Y Lan. Đều nói là nàng hẹn ta tới đây, các túc, ngươi vẫn là uống nhầm cái thuốc gì rồi. Vi nàng dùng ngón cái lau đi khóe môi vết máu, lồng ngực đội lên gác túc trước mặt đem y lan đụng đến một bên muốn đánh nhau phải không cứ việc nói thẳng đều là nam nhân ta cũng không phải phụng bồi không dậy nổi vậy liền đến a gác túc nghiêng đầu phi rơi mang máu nước bọt các ngươi chậm rãi đánh ta đi trước y lan rất lễ phép cung kính không người mờ mịt quay người hướng ngoài bìa rừng đi đến ác ma không ở nơi này vậy liền không có nàng chuyện lại nói bọn hắn vì sao lại ở trong này đánh nhau đâu. Được rồi được rồi, quý tộc ân oán tình cừu đều cùng nàng không có quan hệ gì. Y Lan đầu từng chút từng chút, chậm rãi đi thông thả xa. Theo. Vi nàng vừa hô lên một chữ, gác túc đem hắn đẩy ở tại bạch cây phong bên trên. Ngươi còn muốn làm gì? Vi nàng hung hăng mắng cái chữ thô tục. Đừng cho là ta sợ ngươi. Thực hiển nhiên, mỹ diệu hẹn hò đã muốn bị gác túc quấy, Vi Nang cũng là một bụng ngột ngạt, hắn cũng nghĩ không thông gác túc là lên cơn điên gì, thế mà vụng trộn đi theo hắn vào rừng cây. Hắn nói cho gác túc chính mình cùng Y Lan muốn ở chỗ này hẹn hò, mời hắn lúc rời đi, gác túc thế mà không nói hai lời liền xông lên cùng hắn đánh nhau, còn không làm không sạch mắng thứ gì, cầm thú, súc sinh. thật mẹ hắn có bệnh. Vi Nang càng nghĩ càng giận, nhào về phía gác túc ba 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 bành bành bành. Y Lan liếc mắt một cái đều không có quay đầu nhìn. Sau mười mấy phút, hai con chọi gà một trước một sau về tới mộ đạo bên cạnh. Các túc đội mặt nạ, nhưng lại nhìn không ra bị thương. Tiểu công tước tấm kia anh Tuấn mặt liền có chút thê thảm không nở nhìn. Hai cái đều làm bộ như người không việc gì dáng vẻ. Vi nang đi đến y lan bên người, như không có việc gì cầm lấy tấm da dê tiếp tục chép bia đá. Gác túc chen chút tới, ôm cánh tay, nằm ngang ở hai người ở giữa. Y Lan. Liền ngay cả lão học cứu dêm đều phát hiện bầu không khí không đối. Hắn đẩy sợi đồng bên cạnh kính mắt, treo gẹo nói. Hai vị thân sĩ đây là tại cho chúng ta mỹ lệ Y Lan tiểu thư tranh giành tình nhân sao. Nha, yên tâm yên tâm, mặc dù ta sức cạnh tranh cực lớn, nhưng tâm ta có chỗ thuộc, không tham dự các ngươi cạnh tranh. Vi Nan. Gác túc. Y Lan bất đắc dĩ thở dài, vùi đầu chép phương trình. Xa 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 cát. Cơm trưa vẫn là thịt bò khô. Y Lan gặm hai đầu, sau đó đem còn lại lương khô lại giấu đến trong ngực. Nàng, đã muốn có được ba túi giày đặt thịt bò khô. Thật sự là thu hoạch tương đối khá. Vi nàng vẫn nghĩ tìm cơ hội cùng Y Lan nói riêng, đáng tiếc các túc chầm chầm đến rất căng, giống phòng sói đề phòng hắn. Tiểu công tước thật sự là sắp bị làm tức chết. Y Lan nhìn ngày đi tây bên cạnh bò xuống đi, trong lòng càng ngày càng an ổn. Qua ước định hiến tế thời gian, ác ma nhất định liền sẽ không lại chấp nhất tại thu hoạch vi đi. Khoảng 5 giờ chiều, mộ đạo chạy vừa ra một cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn kỵ sĩ. Dưới đáy bia đá đào được, dưới tấm bia đá, quả nhiên còn có một tòa khác mộ thất. Canh giữ ở mộ đạo miệng kỵ sĩ trưởng gật gật đầu, nhìn về phía gác túc, chờ đợi mệnh lệnh của hắn gác túc ra hiệu hạ mộ. Dêm đạo sư, có dám hay không tiến trong mộ nhìn qua mới đi đá? Đương nhiên. Lão học cứu đã muốn không kịp chờ đợi vẫy lên ma pháp sư trưởng bào hướng trong mộ nhảy. Y Lan có chút lo lắng. Trong mộ chẳng lẽ không có phát hiện thi thể sao? Bị kim quan hành thi đuổi một đêm sợ hãi đến nay khó quên. Không có thi thể. Các túc đi ở bên cạnh nàng, yên tâm, bảo hộ nữ sĩ là kỵ sĩ chức trách, ta sẽ nhìn ngươi. Hắn ý vị thâm trường bồi thêm một câu. Ai cũng đừng nghĩ lại tổn thương ngươi. Nếu có mang theo mật đường cạm bẫy, ta cũng đều vì ngươi dẫm bằng. Vi nan. Hắn có lý do hoài nghi, các thúc đã muốn bị sinh sôi nảy nở khí quan chi phối đầu óc. Mộ đạo không tính chật hẹp, hai gã quý tộc một trái một phải, đem đáng thương tiểu Y Lan kẹp ở chính giữa, dốc lòng che chở. Y Lan. Nàng mười phần sầu lo. Trời sắp tối rồi, ác ma đổi tới về sau, làm như thế nào đối mặt hai vị này nhiệt tình đến quá phận, thân sĩ ta. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hắc ám thần. a, à, thần minh tuyệt đối không có khả năng ăn giấm. Ta muốn trừng phạt nàng, chỉ là bởi vì nàng phá hủy ta hiến tế, chỉ thế thôi. Chương 16 16 điên cuồng một đêm bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com long tinh đèn chiếu rọi xuống âm trầm ẩm ướt mộ đạo trở nên quá phận sáng tỏ một chút xíu khủng bố bầu không khí cũng không có thỉnh thoảng có thế trông thấy một chút tươi mới tiểu đống đất cùng màu đen máu đen các túc rất quen giới thiệu nói này đó anh thể quái vật tên khoa học gọi là liệt ma là tuyệt tích rất nhiều năm thấp hơn ma chủng cũng không khó giết chỉ có mới ra đời người mới mới có thể bị bọn chúng biến thành luống cúng tay chân. Đối với chân chính chiến sĩ mà nói, đánh giết bọn chúng vô cùng đơn giản. Đây là tại mỉa mai Vi Nang hơi kém bị anh quái tổn thương chuyện tình. Vi Nang cười lạnh. Tránh ở mang thuẫn tráng háng sau lưng nhìn người khác trừ ma, đương nhiên là đơn giản thật. Kẹp ở hai con chọi gà ở giữa Y Lan. Gắt túc một tay ôm ngực, hướng tới Y Lan cung kính không người thể. Tiểu thư xinh đẹp, Chờ một lúc nếu phát hiện địch nhân, mời đứng sau lưng ta, để cho ta tới bảo hộ ngươi. Cùng bảo hộ giống đồ sứ đồng dạng tinh xảo yếu ớt tuy liếp tiểu công tước. Liên tục trào phúng chuyển vận. Gác túc. Vì nàng bày ra quý tộc đặc hữu ngạo mạng giả cười, ngươi cái này dối trá gia hỏa không thể kế thừa vương vị, thật đúng là vương quốc may mắn. Bởi vì có được một đầu màu xám đậm tóc, gác túc đã sớm bị tước đoạt tranh thủ vương vị tư cách. Phi nang cái này tru tâm chi kiếm, cuốn lại vừa chuẩn vừa ngoan. Duy. Nạp. Ngươi. Mắt thấy hai cái này lại nhanh muốn đánh. Thân ở mộ đạo bên trong, không biết sắc trời thế nào, Y Lan lo lắng trao đổi chuyện tình, cảm giác mình tựa như đang chờ đợi hành hình phạm nhân đồng dạng, bên trên người còn ồn ào cái không xong. Đừng có lại ầm ĩ. Nàng đè ép cuốn họng nói, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, tại một tòa phần mộ bên trong tìm không thấy thi thể là một chuyện tốt sao? Gác túc tha thứ nở nụ cười. Ở tiền phương thăm dò chiến sĩ, đều là tinh nhuệ nhất hoàng gia thuẫn kỵ sĩ, phần mộ chủ nhân coi như sống lại. Nha, các dũng giả sẽ để cho hắn hối hận chính mình phục sinh. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong không đến cuối mộ huyệt chỗ sâu đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thanh âm tại mộ đạo trung bàn xoáy, trùng lên ướt lạnh mùi nấm mốc, mang theo điềm gỡ tử vong chi tức, chui vào lỗ tai. Các kỵ sĩ nhao nhao rút kiếm ra, cảnh giác vây quanh ở vòng ngoài, dùng đề phòng tư thái tiến lên. Gác túc vừa nói ra khoác lát đã bị đánh mặt, cái này khiến vi nang tâm tình thật tốt. Nơi này tia sáng sáng tỏ, người cũng nhiều, vi nang cũng không lo lắng vấn đề an toàn, vẫn như cũ rất nhàn tình nhã trí. Y Lan Linh, ta thề sẽ dùng sinh mệnh thủ hộ ngươi. Đợi cho an toàn rời đi nơi này, có không tiếp tục chúng ta không thể hoàn thành hẹn hò. Tại địa phương nguy hiểm tán tỉnh, thật sự là kích thích lại lãng mạn. Gác cút đi lại trầm ổn. Y Lan Linh, ghi nhớ ta, ngươi không cần miễn cưỡng tự mình làm gì ngươi không nguyện ý chuyện tình. Y Lan thở dài. Những quý tộc này thật sự là ngạo mạn lại tự đại. Bọn hắn biết rất rõ ràng nơi này có nguy hiểm, thế mà còn có nhàn tâm đi ầm ý này có không có đây là tin tưởng vững chắc tử vong sẽ không giáng lâm đến trên đầu mình sao thật sự là mù quáng tự phụ hai cái ngây thơ quỷ y lan âm thầm oán thầm nàng giật giật bờ môi đang muốn nói chuyện bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng trao đổi thiên sứ rời đi ác ma giáng lâm vi nan chậm rãi xoáy trong tay kiếm ta cùng y lan chuyện tình không có quan hệ gì với ngươi gác túc đó là chúng ta ước định người quấy rối sẽ chỉ làm ước định của chúng ta hoãn mà không phải trở thành phế thải đúng không y lan hai nam nhân cùng một chỗ nhìn về phía đột nhiên dừng bước cô gái thân thể của nàng nhẹ nhàng lung lay một chút tại mộ đạo bên trong nhỏ gầy nàng xem ra không hiểu nhiều chút âm trầm khí chất nàng hơi cúi đầu cười một đầu tóc đen tại mộ đạo bên trong lộ ra dị thường tối tăm trên người nàng giống nhau thấm hàng khí mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn ước định đương nhiên sẽ không trở thành phế thải nàng chậm rãi nâng lên một đôi đen nhiếp nhân tâm phách con mắt gác túc ngươi cũng tưởng cùng một chỗ vi nang gác túc vậy liền trước giải quyết chuyện nơi đây nàng đi hướng phía trước mảnh khảnh cánh tay xẹt qua một đạo lưu loát đường cong cướp đi vi nang kiếm trong tay nàng trở tay cầm cái kia thanh có chút một điểm thanh tú ma pháp bảo kiếm cũng không quay đầu lại đi lên phía trước, bóng dáng nhìn tựa như xuất sắc nhất chiến sĩ. Y Lan trước đó nghĩ tới, chung quanh đều là quan minh kỵ sĩ, ác ma bản thể chắc chắn sẽ không cách quá gần. Nàng suy đoán hắn có thể sẽ tại trong rừng cây chờ đợi trao đổi tiến đến. Không nghĩ tới, đổi hồn về sau, cảnh tượng trước mắt nhưng lại sẽ khủng bố như vậy. Một trương khô héo hư thối mặt cơ hồ dán tại trên người nàng, hai cái đen như mực mắt động nhìn chăm chăm nàng nó thử ra một nguồn màu đen nát răng, đối nàng phát ra giả thú đồng dạng trầm thấp gào thét. Y Lan về sau nhảy một cái, thân thể đụng vào một cái băng lãnh vật thể, gãy trở về. Nhìn lại, hai con mắt nhỏ bên trong lập tức toát ra nước mắt. Ô ô ô ô Sau lưng đồng dạng là đồng dạng hư thối khô mặt, nó nghiêng đầu, cái cầm tróc ra một nửa, ngay tại nhất to miệng, thực cố gắng hướng trên người nàng hao. Y Lan hồn đều dọa bay. Ôi chào! Ôi chào! Trả, còn có. Nàng chậm rãi chuyển động tiểu hắt đậu mắt. xung quanh căn bản không chỉ hai cổ hành thi, nàng bị bao vây. Một hai ba bốn năm. Năm cổ thiếu cánh tay cục chân một nát mặt hành thi vây quanh nàng, bọn chúng phát ra trầm thấp, thú đồng dạng gầm rú, dương nanh múa vuốt. Y lan da lông ngắn tuyến nổ lông, trung lẫy bẫy. Các loại. Bọn chúng giống như không thể công kích đến nàng. Mặc dù bọn chúng đều tại thực cố gắng bắt, cào, cắn, chen tới chen quá khứ, một trương một trương nát mặt ở chung quanh nàng lắc, nàng lại bình yên vô sự. Nàng lấy lại bình tĩnh, toàn bộ cộng long đoàn đều sống trở về. Sao lại thế này? Nàng cẩn thận quan sát bốn phía, rất nhanh liền nhìn ra kỳ quái. Chung quanh nàng có một băng lãnh trong suốt đen cái lồng, ngăn cách hành thi nàng vừa rồi đụng phải đồ vật chính là nó. Nàng bị chứa ở cái này cái lồng bên trong, lơ lửng tại cách đất khoảng năm thước địa phương. Nàng tựa như cái lồng bên trong thưởng thức phẩm đồng dạng, bị cung cấp tại một đống hành thi ở giữa. Hành thi nhóm công kích đều bị trong suốt đen cái lồng ngăn cản, bọn chúng thấy được nàng, nhưng không cảm giác được. Năm con mang kim quan hành thi đều thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc nhìn như là bị người thực giả mang chuyển tới đây. Y lan da lông ngắn tuyến. Nàng mười phần khẳng định, đây là ác ma đối nàng áp dụng trả đũa. Nhất định là bởi vì vi nan chuyện tình. Nàng quấy nhiễu hắn hiến tế, hắn liền cố ý như thế hố nàng. Nhưng là... Hắn đem hành thi bắt tới về sau, chẳng lẽ cũng thay đổi thành bóng len, tại đây trong suốt cái lồng bên trong nhảy nhảy nhót nhót hấp dẫn nó nhóm, chờ đợi trao đổi sao. Ác ma tà ác kinh cũng hình tượng tại Y Lan trong lòng nháy mắt sụp đổ nàng đem dài nhỏ cái đuôi cuốn trở về, ở trên người trói lại hai vòng. Nàng mới không muốn ở chỗ này bị hành thi nhóm vây xem suốt cả đêm, nàng muốn tự cứu. Y Lan nhìn về phía bốn phía. Đây là một gian địa hạ điện đường, chính giữa đặt màu xanh thạch quang, nắp quan tài mở rộng. Quan tài chủ nhân giờ phút này ngay tại đối nàng phát ra, ngao ô ô ngao, thanh âm. Chỗ này lớn nhỏ, kết cấu vận mệnh, đều cùng nàng lần trước nhìn đến ngừng quan tài điện đường giống nhau như đúc khác biệt là nó không có bị cây cối sợi rễ xâm chiếm cả gian đại điện nhìn mười phần khô mát trên vách tường nổi bật bức tranh vẫn như cũ rõ ràng nàng nghĩ nhìn kỹ nhưng năm con hành thi vây quanh nàng ủi đến ủi đi luôn trở ngại tầm mắt của nàng y lan tức giận tránh ra a à. nàng phát ra ấu sĩ gào thét hành thi nhóm đập càng thêm vui sướng y lan trừng mắt một đôi tiểu hắc đậu mắt bỗng nhiên nàng chậm rãi đem tròng mắt dạo qua một vòng, lại dạo qua một vòng. nàng nghĩ ra một cái ý tưởng hay. triệu hồi thủy nguyên tố cuốn đi bọn chúng, vừa vạn luyện tập một chút chính mình nguyên tố ma pháp. y lan híp mắt lại, cảm thấy mình thật sự là quá cơ trí. nàng yên lặng cảm ứng thủy nguyên tố tên thật, hoa lạp lạp lạp. ôi chao, nàng là muốn dùng nước trôi đi này đó hành thi, không phải muốn chìm chính mình a. À. Toàn bộ chụp lồng thủy tinh bên trong hoa một chút chứa đầy nước, tròn vo y lan thực không tự chủ trôi, càng giống một con đồn cá. A cô Lỗ Nàng đầu chống đỡ ở tại lồng giam đỉnh chóp, cái đuôi thẳng tắp rũ xuống, cả người tựa như một con phiêu lên khí cầu. Nàng đem con mắt dời xuống dưới, tiếp cận bộ dạng xấu nhất con kia hành thi, tập trung tinh thần lực, nếm thử đem thủy nguyên tố triệu hồi đến cái lồng bên ngoài. Rầm rầm lần này nàng thành công, hành thi bị đột nhiên xuất hiện tấn mảnh dòng nước sông đến rút lui mấy bước. Y Lan trong nước nhẹ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Dùng bóng len thân thể thời điểm, nàng một lần có thể triệu hồi một chậu nước. Y Lan Rõ ràng là phi thường cấp cao nguyên tố ma pháp, làm sao dạng này một loại so, cảm giác liền một điểm đẳng cấp cũng không có. Nàng thử đi thử lại nhiều lần, đem từng con hành thi sông đến ngã trái ngã phải. Nàng một bên chơi, một bên tổng kết kinh nghiệm. Phóng thích ma pháp cường độ, thực hiển nhiên cùng tinh thần lực có rất lớn quan hệ. Thân thể này sẽ không mệt mỏi, sẽ không đói, tinh lực dồi dào, trạng thái toàn mãn, so với nàng thân thể của chính mình tinh thần tốt, cho nên nàng sử dụng thân thể này thời điểm, có thể triệu hồi một chậu nước nguyên tố. Thế nào mới có thể tăng lên tinh thần lực đâu? Nàng quyết định rộng lượng không so đo ác ma tối nay làm chuyện tốt gặp mặt về sau, khiêm tốn hướng hắn thỉnh giáo tiến bộ biện pháp. Các túc một hàng đi tới phát ra tiếng kêu thảm âm thanh địa phương. Thủ đô phái ra thuẫn kỵ sĩ tổng cộng có 50 người, bọn hắn hợp thành thuẫn trận, từng thanh từng thanh lợi nhận từ tấm thuẫn trong khe hở tìm hiểu đi, chỉ hướng một cái bốc lên cho bụi cùng hắc vụ cái hố. Cái hố bên cạnh có lôi kéo vết tích. Liên tục có ba người bị vô xuống đi. Một kỵ sĩ hướng kỵ sĩ trưởng báo cáo, thấy không rõ địch nhân dáng vẻ động tác quá nhanh lực lượng quá mạnh tùy tiện liền có thể đánh tan thuẫn trận cái hố chính là nguyên bản đặt màu xanh thạch quan vị trí thạch quan dưới đáy đè lấy một khối nguyên tố ma pháp bia đá nó cùng thạch quan cùng một chỗ bị dời đến bên cạnh lộ ra cái này tối đen lỗ lớn long tinh đèn ném xuống về sau ngay lập tức sẽ bị diệt mất phía dưới tình huống hoàn toàn không biết gì cả các kỵ sĩ không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, tạo thành thuẫn trận, bị động phòng thủ. Bầu không khí khẩn trương, phía dưới chỉ cần truyền đến một tia nhỏ bé tiếng vang, các kỵ sĩ cơ bắp liền không nhịn được bắt đầu co rút. Chật, tóc đen nữ hài mang theo kiếm, lười biến đẩy ra một thuẫn kỵ sĩ, khóe môi ôm lấy cười, thanh âm thấp mà hưng phấn, thật sự là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút vật kia khóc nhẹ bộ dáng. Chỉ thấy mảnh khảnh thân ảnh lóe lên, Nàng thẳng tắp nhảy vào trong động Ai cũng không kịp phản ứng Tác giả nói ra suy nghĩ của mình Đen đỉnh đầu trồng Cỏ đại sư nuôi cá đạt nhân Ngầm hố chính mình tiểu năng thủ Vĩnh viễn không ăn giấm thần Chương 17 17 lịch sử bụi bậm Bạn đang nghe truyện tại Mê truyện audio.com Y Lan Phi nan nghẹn ngào hô to Nữ hài mảnh khảnh thân ảnh đã muốn biến mất Tại cái hố bên trong cuối cùng một sợi phiêu khởi mái tóc cũng rơi xuống nàng đi vào sững sờ cái gì cứu người vi nàng con ngươi màu xanh lam tại trong hốc mắt điên cùng rung rung hắn không để ý bản thân an nguy vọt tới hắc ám cái hố bên cạnh gác túc một tay cầm kiếm tay kia thì nắm lấy vi nan cánh tay đem hắn hung hăng kéo về thuẫn kỵ sĩ sau lưng không kịp cứu được gác túc giảm thấp xuống giọng dán chặt lấy vi nan lỗ tai thanh âm lãnh khốc rớt xuống phía dưới, nháy mắt liền sẽ bị xé nát. Ngươi cũng không cần mệnh. Vi nang đột nhiên hoàng hồn, nhìn xem chính mình vừa rồi đứng thẳng địa phương, khoảng cách hắc ám cái hố bên cạnh một thước cũng chưa tới, vật kia chỉ cần khẽ vương tay, là có thể đem chính mình cũng mang xuống. Vi nang một trận hải hùng khiếp vía, phát nhiệt đầu óc cấp tốc tỉnh táo lại, cấp trên nhiệt huyết, xoát một chút hóa thành mồ hôi lạnh, thuận làn da cốt cốt chảy xuống. Thật sự là quá xúc động. Chẳng sợ rơi xuống người là phụ thân của mình, chính mình cũng không nên xúc động như vậy. May mắn bị gác túc kịp thời kéo về, nghĩ lại, thật sự là hung hiểm vạn phần. Vi nang suy yếu thở phì phò. Gác túc đem vi nang đẩy lên hai cái thuẫn binh sau lưng, sau đó nâng tay lên bên trong kiếm. Các kỵ sĩ, dũng khí của các ngươi đâu? Chẳng lẽ còn không bằng một nữ nhân sao? Xông đi vào, chứng minh chính mình. Dũng khí. Dũng khí. Dũng khí. Các kỵ sĩ chọn đèn, lao xuống đen nhánh mộ đạo. Vi nan âm mặt, đứng ở thuẫn binh sau lưng. Hắn thừa nhận mình quả thật đối y lan thực động tâm, nhưng nếu nàng chết rồi, vậy liền không đáng tại một người chết trên thân lãng phí càng nhiều tình cảm. Hắn tin tưởng gắt túc cũng giống như nhau, bọn hắn đều là cùng một loại người, làm một cái nữ nhân tranh giành tình nhân đánh nhau một chút, kia là nam nhân lãng mạn, nhưng chân chính dính đến bản thân ít lợi thời điểm, coi như khó nói. Vi nang cao mày, đi theo thuẫn trận dời vào mộ đạo. Các kỵ sĩ rất nhanh liền ở phía dưới đứng vững bước chân, long tinh đèn soi sáng ra mỗi một cây tóc cái bóng. Bốn phía tán lạc vài lần vặn vẹo tấm thuẫn, bị xé nát trọng giáp cùng hắt vẫy tại vách tường cùng mặt vết máu, ba cái kia bị kéo xuống đến kỵ sĩ bị chết sạch, ngay cả mảnh xương vụn cũng chưa thừa. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, nhưng lại nhìn không thấy nữ hài cùng hung thủ thân ảnh nơi này đồng dạng là một đầu mộ đạo trong mộ chi mộ làm sao có thể có người đem mộ tu tại người khác mộ bên trên dạng này phong tục bất kỳ địa phương nào đều chưa từng nghe nói mộ đạo kéo dài hướng phương xa dựa theo tòa thứ nhất mộ kinh nghiệm đến xem trái phải mộ đạo sẽ ở phía trước tụ tập tựa như một chiếc nhẫn hình dạng mà cái kia tồn phóng thạch quan điện đường tựa như trên mặt những bảo thạch. Không có khả năng. Kỵ sĩ trưởng tỉnh táo nói, nàng xuống dưới bất quá vài giây đồng hồ, làm sao có thể không thấy. Cẩn thận lưu ý, phụ cận khả năng có kẻ nứt hoặc là cạm bẫy. Thuẫn các kỵ sĩ khẩn trương dựng thẳng thuẫn, chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Các túc cùng vi nang liếc nhau, rất ăn ý nhớ tới y lan câu nói kia, tại một tòa phần mộ bên trong tìm không thấy thi thể là một chuyện tốt sao. Nhỏ giọt. Chát tút mặt nạ vàng kim bên trên, bỗng nhiên nhiễm lên một đạo đen như mực vết bẩn. Hắn tay dơ lên, xóa đi một chút. Làm người ta buồn nôn khí tức hôi thối theo động tác của hắn tràn ngập ra, khoảng cách gần hắn nhất hai cái kỵ sĩ khó mà ác chế nôn mửa liên tu. Soạt, một tiếng kỳ quái, giống như là xé rách vải rách đồng dạng thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Các kỵ sĩ chậm rãi ngẩng đầu, nín thở, nhìn về phía mộ đạo đỉnh chóp. Phốc phốc phốc, trên ánh mắt dời đồng thời đen tuyền dị vật từ đỉnh động rủ xuống đến rót gác tút một thân là một chút đen nhánh hư thối bộ phận cơ thịt còn có nội tạng quẹ các cúc thê thảm phun ra tránh ra mang theo một điểm câm ý giọng nữ lạnh lùng vang lên nàng ở phía trên bởi vì thể lực cạn kiệt tiếng thở dốc của nàng có chút nặng nề nàng một tay nắm lấy đỉnh động cúi xuống đến một đầu tráng kiện thực vật sợi rễ tay kia thì cầm vi nan ma pháp bảo kiếm, đem một khối đầu đội kim quan sát thối đính tại đỉnh động. Nàng trở tay hết thảy, sát thối bị xé ra, vì thế ngâm gác túc đầy đầu đầy mặt. Nói chuyện đồng thời, nàng rút kiếm, hạ nhảy, phanh một chút rơi trên mặt đất, đầu gối hơi gấp, tan mất hạ xuống lực trùng kích nói. Tốt! Xoái khí A! Vài cái kỵ sĩ khiếp sợ thì thào. Cổ kia hư thối hành thi cũng ngã xuống, trên đầu kim quang rớt xuống một bên, lăn ba vòng. Các túc luống cuốn tay chân nhảy ra, hiểm hiểm không có cùng sát thối đến một cái thân mật ôm. Tóc đen nữ hài tự tiếu phi tiếu, liếc mắt nhìn hắn. Dũng khí. a, à. Các túc tay run run, từ trên bờ vai mò xuống một đầu một nát ruột, phóng tới trước mặt vừa thấy, lại thê thảm chạy đến góc tường đi nôn. Kỵ sĩ trưởng ảo não vỗ vỗ đầu của mình, thở dài làm sao không nghĩ tới, nó đã có thế trước tiên đánh lén, lại không bị ánh đèn soi sáng, là bởi vì nó bò tới đỉnh động bên trên đâu. Chết đi mỗi một tên thuẫn binh đều là đế quốc tinh nhuệ, thật sự là quá đáng tiếc. Đi thôi. Ta đang vội. Tóc đen, nữ hài, mang theo nhiễm lên máu đen kiếm, dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Tòa này trong mộ mộ, tổng cộng có 7 tầng hắn đem cái kia không biết tốt xấu bóng len nhốt tại phía dưới cùng nhất một tầng, còn lại năm con hành thi đều tại nàng nơi đó. Vừa nghĩ tới nàng bị dọa đến lông tơ đứng đấy, ô ô khóc nhào vào trong lồng ngực của mình nhận lầm cầu tha thứ bộ dáng, khóe môi của hắn nhịn không được khơi gợi lên nụ cười của ác ma. Chỗ sâu nhất mộ thất bên trong, rất nhanh liền xúc lên nước. Y Lan bóng len cắm đầu thi triển rất nhiều thứ nguyên làm ma pháp về sau, ngạc nhiên phát hiện gian này mộ thất lại là bịt kín, cũng không có hình cái vòng mộ đạo kết nối nơi khác. Tại nàng không ngừng cố gắng hạ, mộ thất biến thành một cái hồ bơi lớn. Năm con hành thi ngâm mình ở trong nước, bị nàng tận lực quấy lên bọc nước đẩy tới đẩy lui. Bọn chúng hiển nhiên không biết bơi, một ném ngược lại liền rốt cuộc không đứng dậy được, tại đáy ao đi a đi, há hốc mồm, phát ra cùng ụt ục ụt thanh âm. Giải quyết hành thi, Y Lan rốt cuộc có thể thưởng thức trên vách tường bích họa nàng nhớ kỹ thứ nhất ở giữa mộ thất bên trong bích họa chính là một chút ngụ ý không rõ ký hiệu mặc dù bị sợi rễ cùng khí ẩm ăn mòn hơn phân nữa, nhưng vẫn là có thế nhìn ra bọn chúng là phong ấn linh tinh đồ vật nhưng nơi này bích họa rõ ràng không giống với nó là tự sự nó từ bảy bộ phận tạo thành y lan liếc mắt một cái liền nhận ra đây là bảy tà chi loạn khi là quan minh thánh chiến trong lúc phát sinh sự tình đối với người bình thường mà nói nó cơ hồ liền tương đương với quang minh thánh chiến bản thân. Khi đó bóng tối bao trùm đại địa, ma quỷ trên thế gian bảy người phát ngôn xuất lĩnh lấy tà ác ma pháp sư, công hãm bảy nước thủ đô, đoạt lấy vương vị. Tại tà ác thống trị hạ, tất cả mọi người giống như là sinh hoạt tại trong địa ngục, kia là sử thượng khủng bố nhất, hắc ám nhất thời đại. Bích họa chính là ghi chép bảy tà chi loạn, tình cảnh. Bảy tà ác vu yêu vương đi lên vương tọa, ngồi xuống xương trắng chất đống, toàn bộ thế giới đều bị tử vong cùng hỏa diễm bao phủ bất quá hỗn loạn cũng không có liên tục quá lâu chờ đợi quang minh tiến hô tỉnh lại quang minh nữ thần nữ thần hiển thánh triệu tập quang minh kỵ sĩ cùng hắc ám lực lượng quyết nhất tử chiến tà ác trận doanh bởi vì bị ma quỷ thao túng linh hồn mỗi người cũng không biết đau đớn không sợ tử vong chiến tranh sự khốc liệt vượt qua tưởng tượng trận kia chiến tranh lề mề chiến hỏa tác động đến toàn bộ đại lục mỗi ngày chiến sĩ đã chết đếm cũng đếm không xuể cuối cùng tà bất thắng chính bảy vua yêu vương cùng dưới quyền bọn họ tà ác ma pháp sư toàn bộ bị chính nghĩa sứ giả đưa vào địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh bọn hắn tà ác linh hồn vừa vặn dùng để tạo thành bảy mù tinh trận phong ấn ma quỷ nơi này chính là mai táng phần mộ của bọn hắn bảy tà chi loạn y lan bóng len lăng lăng cuốn qua cái đuôi gãi đầu một cái nàng xem nhìn ngâm mình ở trong nước vẫy nước kim quan hành thi nhóm. Bọn chúng chính là sách lịch sử bên trên nhất là số danh chiêu tà ác vu yêu vương. Thật sự là không thể tưởng tượng A. À. Ma quỷ dưới trướng trung thành nhất tín đồ, thờ phụng hắc ám lực lượng vu yêu vương cùng ma pháp sư. Cuối cùng cùng bọn hắn chủ tử cùng một chỗ vĩnh chìm địa ngục. Nàng rủ xuống một đôi tiểu hắc đậu mắt, nhìn một chút chính mình tròn vo mau nhung nhung thân thể, vô tội vẫy vẫy đuôi cùng cái kia trong sử sách khủng bố tàn nhẫn đại ma vương so sánh chính mình nhận biết cái này ác ma giống như cũng không tính là xấu bọn hắn hẳn là không quan hệ thế nào đi nàng quơ thân thể tại cái lồng bên trong bơi vài vòng trong mộ thất dần dần bắt đầu phát sinh một chút biến hóa tại nguyên tố chi thủy ngâm hạ mộ huyệt trên vách tường thuốc màu từng mảnh từng mảnh tróc ra tan vào trong nước y lan a a nàng không phải cố ý hủy hoại văn vật di tích cổ rất nhanh nàng phát hiện chỗ cao thuốc màu cũng giống hòa tan bơ đồng dạng chậm rãi hướng phía dưới chảy xuôi nổi bật rót thành từng đạo diễm lệ hùng hậu trọc suối rơi xuống thủy diện nhân thành từng đoàn từng đoàn sắc khối này đó đục ngầu thuốc màu giống như như mọc ra mắt từ bốn phương tám hướng chậm rãi bơi về phía đáy ao hành thi một màn này nói không nên lời quỷ dị khủng bố thậm chí so hành thi còn muốn càng đáng sợ y lan mở to hai mắt ngừng thở nháy mắt một cái cũng không dám nháy thuốc màu hướng về năm con hành thi phương hướng lan tràn cái thứ nhất hành thi bị thuốc màu bao khỏa nó đột nhiên há to miệng tại dưới nước im ắng mà kịch liệt dãy giụa giống như là một khối quăng vào nước sôi bên trong như băng hành thi cấp tốc hòa tan biến thành một bãi mực tàu tan vào thuốc màu bên trong nó biến mất nháy mắt một đạo linh hồn rít lên thổi quét mộ thất, tự do chi hồn vĩnh viễn không ma diệt. Là nó sinh tiền lưu lại cuối cùng ý chí. Y Lan toàn thân lông tơ đều nổ. Đạo này lưu lại ý chí bên trong tràn đầy kiên định không sợ, giống như núi thẳng tắp cứng cỏi khí thế, ầm ầm một chút liền đụng vào trong lòng nàng. Hắc Ám Vu Yêu Vương, làm sao có thể lưu lại dạng này khẳng khái hào hùng? Y Lan hoảng sợ nhìn chầm chầm còn tại đáy nước bò qua bò lại bốn con khác kim quan hành thi, rơi vào trầm tư. Rất nhanh, thuốc màu vết bẩn bò hướng bọn chúng, một con tiếp một con đưa chúng nó triệt để phân giải. Dù chết không hối hận. Công chính cùng tự do. Nhất kia tù tư tuyệt không thỏa hiệp. Lịch sử sẽ ghi khắc hết thảy. Linh hồn rít lên xoay quanh tại mộ thất bên trong. Làm tan hành thi về sau, này thuốc màu đã mất đi lực công kích giống từng bãi từng bãi phổ thông vết bẩn đồng dạng tán ở tại trong nước đem thanh tịnh nguyên tố chi thủy nhuộm thành cho bụi nước bẩn sóng nước dập dờn một làn sóng một làn sóng đánh thẳng vào y lan nội tâm linh hồn tiếng hô bao hàm người mất sau cùng tình cảm cùng ý chí không giống ngôn ngữ như thế tái nhật bản thân nó liền mang theo sơn hải đồng dạng cảm nhận không có tà khí không có bị thao túng ngây ngô bọn chúng là oanh liệt anh dũng không sợ Chương 18 18 tuyệt không nhận thua Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Người chết linh hồn rít lên tại mộ thất bên trong lượng vòng Anh Dũng, không sợ mà oanh liệt Y Lan thể xác tinh thần rung động Tên vương quốc, a à không được Toàn bộ mã pháp đại lục ở bên trên đứa nhỏ đều là nghe dũng giả đại chiến bảy tà chuyện xưa lớn lên. Mỗi người, đều đối kia bảy tên tà ác vu yêu vương căm thù đến tận xương tủy, thoá mạ cùng chán ghét khắc vào huyết mạch, đời đời truyền lại. Này đó hành thi là bảy tà vương. Vì cái gì bọn hắn sau cùng ý chí là như vậy? Y Lan chợt nhớ tới lần trước kinh hồn một đêm. Con kia hành thi vung bảo kiếm truy chặt nàng thời điểm, động tác rất khí phách vương giả, kiếm thế mạnh mẽ thoải mái, giống như khi còn sống bản năng đã muốn khắc vào cốt tủy, chẳng sợ biến thành một khối hành thi, vẫn bảo lưu lấy tứ chi ký ức. Nhìn giống chân chính chiến sĩ, mà không phải dựa vào hắc ám lực lượng vu yêu vương. Nếu bảy tà vương cũng không phải là vua yêu vương. Như vậy, bọn hắn khi còn sống thật sự là tà ác sao? Y Lan cảm thấy run rẩy. Cuối cùng một đạo ý niệm chậm rãi tiêu tán, nhưng này hùng hậu linh hồn rít lên còn tại Y Lan trong đầu xoay quanh. Lịch sử sẽ ghi khắc hết thảy. Lịch sử sẽ ghi khắc hết thảy. Sẽ ghi khắc hết thảy. Sao? Nhưng là, lịch sử đều là từ người thắng đến viết A. Y Lan co lại thành nho nhỏ một đoàn. Nàng cảm thấy mình thân thể thực chua thực chát, một cổ bi tráng cảm xúc không ngừng mà đánh thẳng vào trái tim của nàng cùng con mắt. Nàng dùng cái đuôi cuốn lấy thân thể của chính mình, ôm ấp lấy run lẩy bẩy chính mình. Nàng cảm thấy một loại khắc sâu bất lực cùng tuyệt vọng, nghĩ xé nát thứ gì, lại biết rõ chính mình cái gì cũng làm không được loại cảm giác này từng tại nàng trong lòng manh đi ra nho nhỏ mầm. Một lần kia, nàng phát hiện Nicole mỗi ngày vất vả cần cù làm việc vốn nên là kiếm được 100 đồng tệ, nhưng trải qua tầng tầng bóc lột về sau, cuối cùng lấy đến trong tay chỉ còn lại có 18 đến 20 cái, mặt khác này đều rơi vào các quý tộc túi tiền, cung cấp bọn hắn xa xỉ hưởng lạc. Bình dân nghĩ kiếm tiền mưu sinh, có thể, nộp lên 80% chính là Tuổi nhỏ Y Lan cảm thấy không công bằng, nicole đau lòng ôm lấy nàng nói một câu nói đứa nhỏ nhẫn nại nhân sinh chính là nhẫn nại cỡ nào bất lực tuyệt vọng a à? giờ khắc này càng thêm mãnh liệt ngạt thở cảm giác giống một tòa núi lớn nặng nề đặt ở đỉnh đầu của nàng trừ bỏ nhẫn nại xem nhẹ lãng quên tê liệt để cho mình tinh thần chết lặng không đi nghĩ này thứ không nên muốn bên ngoài còn có thể làm cái gì đây y lan da lông ngắn tuyến nút ở cái lồng phía dưới thân thể càng ngày càng dẹp linh hồn rít lên đã muốn biến mất nhưng nàng trong đầu tiếng vọng còn tại liên tục vĩnh viễn không lãng quên vĩnh viễn không thỏa hiệp tự do tự do nàng thực cố gắng nhô lên ngực nhỏ của mình không được ta muốn biết lịch sử chân tướng ta không cần nhỏ yếu đến đâu vô năng ta muốn trở thành lợi hại nhất ma pháp sư ta không cần nhẫn nại ta muốn lực lượng ta Y Lan, Linh, ta cũng tuyệt không nhận thua. Tuyệt không nhận thua. Nàng nổ lông, kéo căng cái đuôi, một đôi tiểu hắc đậu mắt kéo đến thật dài, tâm linh nhận xung kích quá mức mãnh liệt, nàng cảm xúc khuấy động mất khống chế. Ô ô ô ô Thật là mất mặt. Lập xuống chí khí thời điểm nàng thế mà đang khóc. May mắn nơi này không có bất kỳ ai. Hướng trên đỉnh đầu, bỗng nhiên truyền đến phiến đá na di thanh âm. Ô ô ô nấc. Y Lan bỗng nhiên im tiếng, dương mắt lên. Mộ thất ngay phía trên bia đá bị người dời, lộ ra một cái động lớn. Tiếng người huyên náo cùng long tinh đèn quang mang cùng một chỗ đổ xuống dưới. Có người đến. Y Lan bóng len dọa đến dán tại trong suốt cái lồng bên trên, đem chính mình biến thành hơi mỏng một bãi, không khiến người ta nhìn ra nàng là cái thứ gì. Một cái tiêu sái lưu loát thân ảnh dẫn đầu nhảy xuống, cực nhẹ tiếng cười lạnh bay vào Y Lan lỗ tai. Y Lan liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Hắn đem nàng nhốt tại nơi này, sau đó tự mình đến bắt nàng. Thật là một cái ác ma. Chẳng qua. Ác ma hắn, nhất định sẽ không nghĩ tới này đến hạ tất cả đều là nước. Mà lại là làm tan hành thi về sau, dơ bẩn đục ngầu nước bẩn. Y Lan không đành lòng nhìn thẳng, xoáy qua cái đuôi, che khuất hai mắt của mình. Phù phù. Ác ma rơi xuống nước có hai vị kỵ sĩ theo sát ác ma nhảy xuống tới. Phù 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 phù. Nha. cùng ục ung ục. Y Lan tiểu bánh kem vụn trộn đem hai mắt của mình dán tại cái lồng bên cạnh. Chỉ thấy hai cái xui xẻo thủng binh tại đáy ao liều mạng vẫy nước, bộ dáng nhìn cùng vừa rồi hành thi một điểm khác nhau đều không có. Ác ma ngồi xổm ở dưới nước mộng một hồi về sau, nhưng lại nhẹ nhàng linh hoạt liền nổi lên mặt nước, ánh mắt nhất chuyển, một đôi đen dọa người, con mắt vô cùng tinh chuẩn tập trung vào Y Lan tiểu bánh kem. mái tóc màu đen ướt sũng dáng gương mặt, long tinh đèn chìm ở đáy nước, từ đuôi đến đầu chiếu sáng khuôn mặt của hắn. tóc đen mắt đen phụ trợ hạ, bàn tay khuôn mặt nhỏ được không phát sáng. ác ma biểu lộ lãnh khốc, hơi nhíu lông mày, viết khóe môi. Y Lan lại một lần bị mỹ mạo của mình cho rung động đến. chính mình bộ dạng thật là dễ nhìn a, à, tức giận cũng đẹp như thế hắn dẫm lên nước, ào ào đến gần, nâng lên một bàn tay nhấn tại trong suốt đen cái lồng bên trên. Vỡ vụn dòng vang mười phần nhỏ bé, tựa như trong không khí nổ tung một cái nho nhỏ bọt xà phòng. Lạnh bạch tay một phen nắm y lan tiểu tuyến đoàn, hắn trầm thấp chú một tiếng. Tính kế ta. Y lan chạy nhanh tế thanh tế khí về hắn. Không có không có. Ai biết hắn biết nhảy xuống dưới đâu. Để chứng minh chính mình thật không phải cố ý hố hắn, nàng vội vàng vẽ rắn thêm chân bồi thêm một câu như thế dễ thấy một ao nước làm sao có thể dùng để tính kế người đâu ngay cả heo cũng sẽ không mắc mưu đi hắn bầu không khí lập tức trở nên mười phần cổ quái y lan phát hiện mình nói sai hoảng lắc lắc cái đuôi không phải ta ý tứ không phải nói ngươi là heo nàng thẻ xác câu nói này tiếp theo chẳng phải là muốn nói ngươi ngay cả heo cũng không bằng sao không nói còn hỏng bét hắn nở nụ cười giật ra khóe môi tựa như thạch cao pho tượng bên trên khe hở đồng dạng thâm trầm khiếp người hắn dùng ngón tay đi bóp con mắt của nàng y lan đem con mắt vây quanh thân thể dừng lại loạn chuyển tránh né độc thủ của hắn đừng bóp đừng bóp đây là chính người thân thể a à. hắn cười lạnh động tác càng thêm vô tình bỗng nhiên hắn rùng mình một cái sau đó hé miệng hắc xì y lan một thân lông tơ đều bị hô chấp sau lưng nàng cảm giác được lòng bàn tay của hắn thực bổng thân thể của ta còn tại phát sốt nàng yếu ớt nói thầm nhìn da hỏa này mang theo kiếm nhảy tưng dáng vẻ rõ ràng không hảo hảo chiếu cố thân thể của nàng ta có ngươi như vậy yếu ớt hắn kinh thường hít mắt hắn nhìn chung quanh linh xảo bò tới trên quan tài đá mặt mắt lạnh nhìn kia hai cái còn tại trong nước ào ào bơi chó xuẩn kỵ sĩ, bóc qua y lan trầm thấp hỏi. Hành thi đâu? Bị ngươi ăn. Nàng mở trừng hai mắt, vô cùng hoảng sợ biệt xuất khí âm. Chẳng lẽ ngươi ăn cái kia? Bằng không làm sao có thể hoài nghi nàng thực đơn. Hắn sửng sốt một chút, xấu ý giảm thấp xuống tiếng nói, thâm trầm nói. Đúng a à. Y Lan nàng đảo tiểu hắc đậu mắt sắp ngất đi dáng vẻ làm cho tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. Ha ha ha! Nhân loại ngu xuẩn! Mấy đạo ánh đèn sáng ngời chiếu xuống đến, hắn cấm âm thanh, bất động thanh sắc đem y lan bóng len nhét vào trong túi. Phía dưới tình huống như thế nào? Kỵ sĩ trưởng thanh âm truyền thừa. Một thuẫn kỵ sĩ rốt cục khó khăn bò lên, đứng ở đủ ngực sâu nước bẩn bên trong, đối phía trên hô. Đáng chết! phía dưới này tất cả đều là thối nước, không có hành thi sao? Kỵ sĩ trưởng hỏi. Y Lan tiểu thư không có sao chứ? Hai cái kỵ sĩ bốc lên long tinh đèn, luống cuốn tay chân vội vàng chiếu một vòng. Chỉ thấy Y Lan đoan đoan chính chính đứng ở trên quan tài đá, tỉnh táo lạnh nhạt, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Hai cái kỵ sĩ không khỏi có chút hổ thẹn. Nhìn xem người ta, Y Lan tiểu thư không có việc gì nơi này là cuối cùng một gian mộ thất, kỵ sĩ trưởng. Thoạt nhìn không có cái gì nguy hiểm, trừ bỏ nước có chút thối bên ngoài, mọi thứ đều tốt lắm. Vậy là tốt rồi, trước tiên đem nước làm làm. Kỵ sĩ trưởng vẫy vẫy tay, hạ lệnh dùng dây thường treo tấm thuẫn, đem thần thánh chi thuẫn xem như rộng nước bọt thùng đến sử dụng, một thuẫn một thuẫn đem dưới đáy vận tải đường thủy ra ngoài, hắt đến thượng tầng mộ đạo bên trong. Một phen bận rộn về sau, mộ thất bên trong chỉ còn vũng bùng cùng chút ít lưu lại nước bẩn. Các kỵ sĩ lưu đủ nhân thủ về sau, lần lượt nhảy xuống tới. Y Lan từ trong túi tìm hiểu con mắt, đảo mắt một vòng. Nàng phát hiện Vi Nang cùng Gác Túc đều không có theo tới, trong lòng không khỏi có một chút thấp thỏm. Nàng nhớ kỹ trao đổi trước đó, hai người kia giống chọi gà đồng dạng tại bên người nàng chọc tới mổ đi, đuổi đều đuổi không đi. Cũng không biết ác ma nói với bọn họ cái gì, làm cái gì, có thể hay không lại cho nàng lưu lại kỳ quái cục diện rối rắm. Y Lan sầu lo cuốn lên cái đuôi, nản lòng nhìn qua các kỵ sĩ. Bọn hắn rất nhanh liền dời ra thạch quan. Long tinh đèn quang mang chiếu hướng thạch quan phía dưới. Dêm đạo sư cũng nhảy xuống tới, hắn đầu trọc tản ra trí tuệ quang mang, thần sắc hưng phấn. Ta đoán mộ huyệt chỗ sâu nhất, nhất định cất giấu trân quý nhất bảo tàng. Ma Pháp Thánh Điển Ba cá là một ngân tệ, nhất định là ma pháp thánh điển. Phía trước mỗi một chiếc thạch quan hạ đều bịt lại một mặt ma pháp bia đá. Sau cùng đồ cất giữ nhất định cũng cùng ma pháp có quan hệ. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thạch quan phía dưới. A, à. thạch quan dưới đấy chỉ có một kỳ quái kim loại lỗ khảm lớn nhỏ cỡ nắm tay, hình dạng có một chút giống hoa loa kèn, rảnh trên vách khắc lấy phóng xạ trạng ký hiệu. A. À. Dêm đạo sư sờ lên chính mình trọc đầu, đây là ký hiệu pháp trận trung tâm. Nha trời ạ, à, phía trên này mộ thất trên vách tường ký hiệu đều là pháp trận chủ thể vừa vặn đối ứng nơi này. Bọn chúng hợp lại. Nha, bọn chúng hợp lại, liền cùng trong quang minh thần điện tăng phúc pháp trận giống nhau như đúc. Tăng phúc pháp trận thiết lập tại thần điện trên mặt, có thể tăng cường ánh sáng thần thánh, làm cho tín đồ càng thêm dễ dàng cảm giác nữ thần quang huy nhưng là ở loại địa phương này, nó có làm được cái gì? Chẳng lẽ cái này trong hố còn có thể cư trú tà ác vô sư, hấp thu phía trên này hành thi linh hồn oán khí sao? Các kỵ sĩ càng thêm không hiểu. Bọn hắn chỉ luyện thể thuật, không được nghiên cứu thần học. Dêm đạo sư nhìn bốn phía. Đáng tiếc, nơi này thế mà vào nước, hủy diệt rồi bích họa. Giải mã mấu chốt nhất định ngay ở chỗ này, thật sự là quá đáng tiếc. Không có gì có thế tiếc núi, dêm đạo sư, kỵ sĩ trưởng an ủi, chúng ta phá hủy một chỗ ma quật, còn chiếm được 7 khối nguyên tố ma pháp bia đá, chẳng lẽ không phải nhất kiện đại hỷ chuyện tình sao? Không tệ. Dêm bắt đầu vui vẻ, xem ra còn được ở trong này chờ lâu mấy ngày. Đúng vậy, không cần sầu lo. Kỵ sĩ trưởng mở cái trò đùa, coi như đây quả thật là cái gì tăng phúc pháp trận, nhưng là trận tâm nhỏ như vậy cũng ở không hạ tà ác vu sư A, lại nói, hiện tại nó đã muốn triệt để hủy diệt rồi, mọi thứ đều trở thành quá khứ. Y Lan lắc lắc cái đuôi nhỏ, vô ý thức muốn phản bác. Ai nói ở không hạ? Cái này hố, giả ta không học hỏi tốt thích hợp sao? Suy nghĩ chợt lóe lên, thân thể của nàng dần dần cứng ngắc. Bích họa nói, trấn áp, dêm đạo sư nói, tăng phúc. Trung thực tính đồ ý chí bất khuất, bị pháp trận tăng cường, dùng để trấn áp. Ai? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hắc hắc, lúc này thế giới quan khẳng định cùng trước kia đều không giống. Các ngươi đừng nuôi ta, một nuôi một cái chết ta không ra trò đùa, nghiêm túc. Di chương Chương 19 19 Nguy tình thời khắc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Y Lan khẩn trương chuyển động một đôi đôi mắt nhỏ châu, tiếp cận thạch quan phía dưới lỗ khảm nhìn cái này lớn nhỏ cùng hình dạng giả nàng phù hợp không được không phải nàng mà là ác ma ác ma thân thể này cùng thạch quan hạ pháp trận trong tâm vô cùng phù hợp bảy vị tà vương ký chí bất khuất trải qua pháp trận tăng phúc dùng để trấn áp bọn hắn chung với chủ nhân nàng vội vã cuốn cuồng nâng lên con mắt đi xem hắn hắn nhìn cũng không có bất kỳ khác thường gì vẫn như củ bày biện bộ kia lạnh lùng biểu lộ nhàm chán nhìn các kỵ sĩ tựa như ngồi sổng ở dưới cây nhìn con kiến. Việc không liên quan đến mình. Y Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đầu của nàng còn có một điểm loạn, nếu ác ma cùng chỗ này có quan hệ, nàng sẽ cảm giác càng thêm vô phương ứng đối. Nàng nhất thời vẫn để ý không rõ ràng lắm trong đó nhân quả thiện ác. Bởi vì bích họa bị nàng trời xuôi đất khiến phía dưới hủy diệt rồi cho nên dêm đạo sư cùng các kỵ sĩ căn bản cũng không có ý thức được nơi này dĩ nhiên là trong lịch sử tiến tâm lừng lẫy bảy tà vương chôn xương địa phương, còn tưởng rằng chính là một chỗ tà ác vô sư hiến tế nơi chốn. Y Lan quyết định giấu giếm bí mật này. Trực giác nói cho nàng, chuyện này tốt nhất đừng làm cho quan minh thần điện biết. Nàng ngồi sổng ở trong túi, cảm giác được ác ma thân thể thỉnh thoảng nhẹ nhàng lắc một chút. Bệnh còn chưa hết, lại dẫn theo kiếm tại mộ đạo bên trong bôn ba hơn nửa đêm hắn nhất định rất mệt mỏi thực khốn hắn dùng lòng bàn tay chống đỡ chui kiếm nhàn nhàn tản tán chống kiếm đứng ở góc tường nàng vụng trộn dò xét hắn từ trên mặt của hắn nhưng lại nhìn không ra chút dị thường nàng biết ác ma này đặc biệt cốt mặt mũi vì không cho người khác nhìn ra suy yếu hắn có thể bày biện cái giá một mực chống đến té xỉu cho đến a à, ta vì cái gì hiểu rõ như vậy Y lan da lông ngắn tuyến kỳ quái đem hai con mắt nhỏ lệch đến một bên. A, à, nhất định là bởi vì hắn loại này tự đại cuồng rất dễ dàng nhìn thấu. Căn này mộ thất rất nhanh liền bị sốc cái úp sấp, không thu hoạch được gì. Nó xác thực không có cái gì đào móc giá trị. Dêm đạo sư nhìn mười phần thất vọng, mỗi một tầng mộ thất phong mộ thạch đều là ma pháp bia đá, dạng này từng tầng từng tầng khai quật xuống dưới, đương nhiên sẽ để cho người khẩu vị biến lớn, chờ mong tại mộ huyệt chỗ sâu phát hiện có giá trị nhất bảo tàng không nghĩ tới thế mà ngay cả ma pháp bia đá đều không có rời khỏi nơi này trước đi kỵ sĩ trưởng nói mộ đạo đúng trọng tâm không chừng sẽ có lọc lưới liệt ma không nên ở lâu đem ma pháp bia đá chuyên chở ra ngoài về sau liền đem nó che lại để tránh lưu lại tai họa ai chỉ có thể dạng này dêm rất không cam tâm đem thạch quan phía dưới lỗ khảm nhìn một lần lại một lần đúng là lấy không ra bất kỳ giá trị. Dây thừng sâu xuống dưới, mọi người ly khai tầng dưới chót mộ huyệt. Y Lan vụn trộn tìm hiểu con mắt, trông thấy Vi Nan cùng gác túc song song uống tại góc tường, hai người đều là một bộ tiết khí bộ dáng. Gác túc trạng thái phi thường hỏng bét, một thân kim sắt trên khải giáp không biết nhiễm thứ gì, từng mảnh từng mảnh đen tuyền vết bẩn, ẩn ẩn tảng mát ra đáng sợ mùi thối. Hắn trông thấy Y Lan, thời điểm, vô ý thức lui về sau một bước, không giống như là chán ghét hoặc là sợ hãi, cũng không phải vui vẻ ngượng ngùng. Y Lan Hoàn toàn đoán không được giữa bọn hắn chuyện gì xảy ra. Nàng nhìn về phía Vi Nang, sắc mặt của hắn cũng không lớn đẹp mặt, ánh mắt mơ hồ lấp lóe. Y Lan trong đầu bỗng nhiên tung ra một cái cổ lão phương đông từ ngữ, giết gà dọa khỉ. Các cúc là gà, Vi Nang là khỉ. Ngươi vẫn là đối bọn hắn làm cái gì? Y Lan tế thanh tế khí nói thầm, cách quần áo, dùng chắp đuôi nhọn đâm ác ma. Nàng vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, ác ma cố ý xối gắt túc một thân xác thối nội tạng chuyện tình, cho hai vị này đáng thương quý tộc thanh niên tạo thành đáng sợ cỡ nào bóng ma. Trời cũng nhanh sáng lên, Y Lan rõ ràng có thể cảm giác được ác ma buồn ngủ, cước bộ của hắn có một chút phiêu, nhiệt độ cơ thể chợt cao chợt thấp. Nhìn thêm, cũng nhanh đổi lại, nàng lo âu nhìn một chút hắn nàng không thể lại tiếp tục đợi ở trên người hắn bản thể của hắn nếu xuất hiện ở đây lại kích thích đến này đáng thương quang minh chi kiếm dẫn phát phiền toái không cần thiết nàng dùng cái đuôi thật mạnh chọc lấy hắn mấy lần im lặng hướng hắn ra hiệu nàng muốn rời đi cũng không biết hắn có thể hay không lĩnh hội nàng ý tứ bất quá đây không phải chuyện khẩn cấp gì nàng vụng trộm leo ra túi thừa dịp người không chú ý đổi một chút nhảy hướng góc tường giấu đến ánh đèn chiếu không tới địa phương. Nàng thuận mộ đạo lặng lẽ rút lui, chuẩn bị chạy tới không ai địa phương đi. Bỗng nhiên, trong đám người truyền ra một tiếng hét thảm. Nhìn lại, chỉ thấy một cái kỵ sĩ trên thân nằm một con liệt ma, ngay tại cắn cắn mặt của hắn. Cứu mạng! Máu tươi vẫy ra, kỵ sĩ lão đảo lui mấy bước, hai cánh tay bắt lấy liệt ma thân thể, muốn đem nó từ trên thân kéo xuống đến. Nhanh hỗ trợ! bỗng nhiên, lại một con liệt ma từ trên trời giáng xuống, hiểm hiểm không có bổ nhào vào diêm đạo sư. Vẫn chưa xong, chỉ thấy thượng tầng mộ đạo chỗ cửa hang, liệt ma một con tiếp một con xuất hiện, vồ giết về phía đám người. Các kỵ sĩ rất nhanh liền kịp phản ứng. Bọn hắn cấp tốc xử lý trong đám người liệt ma, đứng lên tấm thuẫn đến ngăn trở bọn chúng công kích, phối hợp lẫn nhau co rút lại phòng tuyến, đem liệt ma từng con chém giết trên mặt đất. Liệt ma chi chi kêu, lui về cửa hang. Để ý, lúc trước liệt ma cũng không giống cái này một nhóm, bọn chúng nhìn tiếng thối có độ, nói không chừng có thủ lĩnh. Kỵ sĩ trưởng tỉnh táo nói. Tiếng nói còn không có rơi xuống, giả bộ rút lui liệt ma bầy, bỗng nhiên một hống mà xuống. Bọn chúng nắm lấy vách tường chạy vội, từ bốn phương tám hướng thổi quét hướng các kỵ sĩ thuẫn tường. Chi chi kích, quanh. Một con làn da hiện lên màu xanh đậm liệt ma xuất hiện tại cửa hang ánh mắt của nó cùng khắc liệt ma rõ ràng khác biệt, tỉnh táo, tàn khốc, như cái ưu tú thợ săn. Nó giật giật cái mũi, ngửi qua một vòng về sau, ánh mắt chậm rãi dừng ở gác cút trên thân, giống rắn tiếp cận ếch xanh. Này hư thối nội tạng mùi, hấp dẫn đến lực chú ý của nó. Gác cút bị bảo hộ ở đám người hậu phương. Các kỵ sĩ ngay tại ra sức chống cự liệt ma bày tiến công, trường hợp hỗn loạn. Ai cũng không có chú ý tới, con kia màu xanh đậm đại thế cách liệt ma đầu lĩnh chính lặng lẽ hướng về thân vương điện hạ bò đi. Y lan da lông ngắn tuyến cũng bị cái này một đoàn liệt ma cả kinh tê cả da đầu, nàng ở trên vách tường tìm tới một đầu khe hở hẹp, đem thân thể ẩn giấu đi vào, chỉ lộ ra một con mắt. Nàng nhìn thấy ác ma lung lay một chút. Hắn bỗng nhiên đưa tay mò về túi, phát hiện nàng không ở, con ngươi của hắn nháy mắt thích chặt, bả vai rất rõ ràng kéo căng. Đồ đần, "Ta không phải dùng cái đuôi đâm qua ngươi, ra hiệu ta muốn ly khai sao?" Nàng vẫy đuôi, âm thầm cô. Hắn đảo mắt một vòng, đi hướng đám người hậu phương. Hắn tình trạng rõ ràng không thích hợp. Kéo lấy bệnh thân, nhịn một đêm, bước chân có chút lơ mơ. Sách trong tay hắn kiếm giống như biến chìm rất nhiều, đem hắn bả vai rơi nghiêng nghiêng hướng phía dưới. Y Lan cảm thấy một trận đau lòng, đương nhiên, đau lòng là thân thể của chính mình nàng biết ác ma sốt ruột tìm nàng, cũng giống vậy là lo lắng chính hắn. Ngay tại hắn đi đến đám người hậu phương lúc, con kia lặng lẽ từ đỉnh động lặng hướng gác túc liệt ma thủ lĩnh, bỗng nhiên bay nhào mà xuống, thẳng đến gác túc. Hành động của nó dị thường mau lẹ, vượt xa phổ thông liệt ma. Y Lan cách rất xa, đem một màn này nhìn xem rõ ràng. Nàng cả kinh xù lông lên. Các túc chung quanh các kỵ sĩ căn bản không có chú ý tới cái này biến cố chỉ thấy liệt ma thủ lĩnh giơ lên sắc nhọn móng vuốt thẳng tắp xé hướng các túc hậu tâm mắt thấy hắn liền muốn mất mạng tại liệt ma dưới vuốt nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh ác ma động hắn vung lên kiếm một kiếm đâm về liệt ma thủ lĩnh tóc đen giơ lên có một sợi chứa tại khóe môi nổi bật lên sắc mặt của hắn càng thêm lãnh khốc. nét mặt của hắn là khinh thường nhưng thể lực thật sự là đến cực hạn một kiếm này cũng không có phát huy ra hắn trong dự đoán uy lực mặc dù đâm vào liệt ma thân thể nhưng lại không có thể đem nó triệt để chém giết. một kiếm về sau lại không dư lực ánh mắt của hắn có một tia kinh ngạc giống nhau không thể tin được chính mình sẽ suy yếu đến tình trạng như vậy tinh tế thân ảnh nhẹ nhàng nhoáng lên một cái trường kiếm rời tay ken lang quý báu ma pháp bảo kiếm rơi xuống thượng hắn thể lực đã muốn hao hết hắn công xuống thân thể, hai đầu mảnh cánh tay trụ tại trên đùi, miệng lớn thở phì phò. Mà cái kia không có đều chết hết liệt ma thủ lĩnh, chính bỗng nhiên tìm hiểu một cái lợi trảo, đánh thẳng lồng ngực của hắn. Hắn trầm thấp nguyền rủa một tiếng, hết sức hướng về sau tránh đi. Mặc dù phản ứng đã nhanh đến cực điểm, nhưng cái này lại bệnh vừa mệt thân thể thật sự bất tranh khí, mềm nhũng, chỉ dời nửa thước không đến. Lần này chịu đựng định hắn giật giật khóe môi. Phanh, liệt ma đầu ngón tay đánh trúng bộ ngực của hắn, đột nhiên xé ra. Thân thể của hắn hướng về sau ngã sấp xuống, ngực tựa như pháo hoa nở rộ đồng dạng, vẫy ra lên từng đầu đỏ tươi thịt. Gác túc giống như là mới từ trong mộng mừng tỉnh. Hắn đột nhiên thở hỗn hển một ngụm thở dài, nguy hiểm thật là, là Y Lan cứu mình mệnh. Nhưng là, chính nàng lại. Theo, Y Lan gác túc rung giọng thì thầm. Các kỵ sĩ ngược lại rút lấy khí lạnh, cùng nhau tiến lên, lợi kiếm chém về phía con kia bị thương, đang muốn chạy trốn liệt ma thủ lĩnh, đem nó chặt thành một bãi bùn nhão. Sau đó, vô số đạo rung rẩy ánh mắt nhìn về phía nằm dưới đất vi lan. Nha, cô gái này. Là nàng từ liệt ma trong miệng cứu vi nan, là nàng một mình xâm nhập hắc ám động cuộc đánh chết hành thi, là nàng mang theo kiếm cho đoàn người mở đường, vì kiếm cứu vớt các túc vẫn là nàng nhưng này một lần nàng lại lại dựng vào chính mình nơi xa y lan toàn bộ bóng đều cứng trong đầu của nàng trống rỗng trong lòng tại thét lên khóe mắt bốc lên nước mắt nàng xem hắn té lăn trên đất cũng không nhúc nhích ngực cùng mặt tán lạc đỏ tươi thịt hắn chết a à không được là nàng chết y lan nghe được chính mình lông tơ tại xoát xoát rung rung Đúng vào lúc này, một trận trời đất quay cuồng đánh tới. Trao đổi. Trước mắt hình tượng loạn trà loạn chọn mà dừng lại, Y Lan nằm ở băng lãnh thượng, cảm giác được ngực truyền đến trận trận buồn đau nhất, giống như là bị voi đạp một cước. Nàng hé miệng, hoảng sợ hô hấp. Nàng run rẩy, cúi đầu nhìn lại. Lồng ngực bị lợi trảo đánh trúng, huyết nhục văng tung tóe, nhất định rất đau rất đau. Trong tưởng tượng xé rách kịch liệt đau nhất chậm chạp không có tới Lâm. Nàng ngơ ngác nhìn bị xé rách áo ngoài. Giống như không có máu. Thịt cũng bay, không máu chảy. A, à, thịt. Đây không phải là nàng thịt. A à, không được, kia là nàng thịt. Y Lan bỗng nhiên mở to hai mắt. Bò của ta thịt khô. Chương 20. 20 chiêu ông gây bướm bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com các kỵ sĩ dùng tấm thuẫn làm một cái giản dị cán cứu thương đem y lan vận đến mộ mặt trời tiểu trấn an trí xuống dưới mặc dù thịt bò khô thay nàng đỡ được liệt ma thủ lĩnh trảo đánh nhưng nàng vẫn là thủ rất nhỏ chấn động tổn thương tăng thêm phát sốt cùng suy yếu nàng ngã bệnh trên trấn y sư cho nàng phối thuốc phân phó nàng chí ít nằm trên giường ba ngày phát hiện mới bia đá cũng cần sao chép vì thế dêm đạo sư quyết định kéo dài đi công tác thời gian, ở trong này lưu thêm 7 ngày. Một vị á ma màu tóc, ánh mắt ôn nhu kỵ sĩ đi vào y lan phòng nhỏ. Hắn chính là phụ trách hướng thủ đô truyền tin người. Đi kỵ sĩ lễ về sau, hắn phi thường quan tâm hỏi y lan, có cái gì đặc biệt lời nói cần hắn thay chuyển đạt. Y lan mời hắn tuyệt đối không nên hướng Nicole cùng lão Linh nhất lên chính mình sinh bệnh cùng thụ thương chuyện tình gần nhất sợ phụ mẫu lo lắng thứ hai sợ bại lộ chính mình cũng không có đi theo lão linh học qua kiếm thuật chuyện này kỵ sĩ mỉm cười chuyên chú nghe nàng nói chuyện trịnh trọng gật đầu từng cái đáp ứng linh tiểu thư xin yên tâm ta hiểu được nên làm như thế nào y lan thả yên tâm tâm địa ngủ một giấc nàng ngủ rất say rất thơm nhất là dêm đạo sư nói mấy ngày sắp tới nàng tiền ăn dùng từ học viện toàn bao chỉ cần trên trấn có thế mua được nguyên liệu nấu ăn Vô luận muốn ăn cái gì đều có thể làm cho già Mary cung ứng. Cái tin tức tốt này làm cho trong mộng của nàng tất cả đều là bít tết, canh thịt dê, lớn bánh sốt cùng nướng khoai tây. Hận không thể liền ở tại trong mộng. Thẳng đến nàng mộng thấy một viên đại kim tệ, liền tung bay ở trước mắt nàng, sao có thể bắt đều bắt không được? Đem nàng cho gấp tỉnh. Vừa mở mắt, trông thấy các tút giống tòa kim quan lóng lánh pho tượng đồng dạng. Sử tại bên giường của nàng. Y Lan dọa thật lớn nhảy một cái. Tỉnh. Các túc sắc mặt không được tự nhiên, thân thể thế nào? A, à, tốt hơn nhiều. Y Lan lặng lẽ đem chăn mình kéo cao hơn một chút, gác túc điện hạ, ngươi ở trong này làm gì? Gác túc lúng túng mấp mấy môi. Muốn đợi ngươi tỉnh lại, nói một tiếng cảm ơn. Y Lan, Linh, ta vạn phần cảm tạ ngươi cứu mạng loại tình cảm. Không khách khí. Y Lan có chút ngượng ngùng, ta cũng không có làm cái gì. Đều là ác ma công lao. Gác túc giật giật bờ môi, muốn nói lại thôi. Y Lan kỳ quái nhìn qua hắn. Điện hạ có việc. Hắn tự dễu nhún vai, nói. Lần sau nếu là đối ta có cái gì bất mãn, còn xin ngươi nói thẳng ra, đừng có lại như thế chơi ta được không? Ta tốt xấu là cái thân vương, ở bên ngoài chừa chút mặt mũi xác thối nội tạng quay đầu đổ xuống đến sự tình, thật sự là biến thành cả đời bóng ma. Y Lan Vô tội nàng căn bản không biết ác ma đối đáng thương gác cút làm cái gì. Ác ma đối gác cút bất mãn sao? Hắn tại sao phải chỉnh hắn? Nàng cố gắng chuyển động chính mình không thế nào thanh tĩnh đầu óc nghĩ nghĩ, bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới đáp án. Ác ma không phải không cho phép người khác nhúng chàm chính mình tế phẩm sao? nhất định là bởi vì gác túc cùng vi nan cãi nhau, chọc giận ác ma, cho nên mới thu thập hắn. Nàng ho nhẹ một tiếng, bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi về sau cùng vi nan giữ một khoảng cách, đừng có lại như thế. Do dự một hồi, nàng không tìm ra thích hợp từ ngữ, đầu óc co lại đến đây câu. Liếc mắt đưa tình. Gác túc bỗng nhiên nhảy dựng lên, cái cầm hơi kém cả kinh rơi xuống đất. Không được, không phải. Gác túc chấn kinh vô phương ứng đối giải thích, mặc dù mặc dù mổ ta quý tộc hoàn toàn chính xác có một ít đam mê, nhưng nhưng ta tuyệt đối không thích nam nhân, ta thích ngươi a. À. Dưới tình thế cấp bách tung ra một câu ngay thẳng tình lời nói, hai người đều ngây dại. Gác túc điện hạ, Y Lan thật cẩn thận, ngươi nói cái gì? Ác ma cứ vậy mà làm hắn, hắn ngược lại thích hắn, người này đầu không có vấn đề đi. Gác túc hít một hơi thật sâu, và đã mẻ không sợ rơi. Y Lan Linh, ta nói ta thích ngươi. Ta gia nhập người theo đuổi ngươi đại quân, trở thành một thành viên trong đó. Y Lan. Bất quá, hắn quyết định ăn ngay nói thật, Vương Thất không có khả năng làm cho ta cưới một tóc đen vương phi, cho nên ta không thể cho ngươi danh phận. Trừ bỏ cái này, ta khác đều đã thỏa mãn ngươi. Y Lan. Phi nan cũng hẳn là dạng này hứa hẹn a. À gác túc cử ngực hắn có thể cho ngươi ta đều có thể cho chỉ nhiều không ít y lan thở dài gác túc ngươi hiểu lầm ngươi kỳ thật cũng không thích ta ta cự tuyệt sau này mời ngươi tuyệt đối đừng nói lời như vậy nữa đoán được hắn cũng không nhục chí cười cười nhưng ta sẽ không bỏ qua bỏ lỡ ưu tú như vậy nữ sĩ nhất định sẽ hối hận cả một đời ta sẽ cùng vi nan cạnh tranh vẫn là Y Lan phiền não mà nhìn xem hắn. Ta sẽ không cải biến chủ ý, điện hạ nếu thực nhàn, có thể giúp dêm đạo sư chép quơ tới bia đá sao. Dạng này mọi người chúng ta đều có thể mau chóng về nhà. Như ngươi mong muốn, mỹ lệ nữ sĩ. Các thúc đỡ lấy xương quai xanh, đi cái quý tộc lễ, sau đó phong độ nhẹ nhàng rời đi gian phòng của nàng. Y Lan nhìn qua đóng lại cửa phòng, thở dài một tiếng thở dài. Cái này đều chuyện gì a? À? nhiệt độ chợt hạ xuống. Ác ma chậm rãi tại trước giường ngưng đã xuất thân thể. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn chầm chầm nàng, sắc mặt phi thường thối. Ngươi thực thiếu nam nhân. Hắn hỏi. Y Lan khiếp sợ nhìn qua hắn. Ngươi nói cái gì? A, à, hắn đi thông thả hai bước, trường bào màu đen lạnh như băng từ trước giường phất qua đi, giống thanh âm của hắn đồng dạng vô tình, trêu chọc cái này đến cái khác. Tình yêu thật là khiến ta buồn nôn. Ta không phải cự tuyệt sao?" Y Lan mở to hai mắt. Hắn liếc qua liếc mắt một cái. Cự tuyệt có làm được cái gì, bọn hắn buông tha cho sao? Ta chỉ thấy kết quả." Y Lan bị cái này không nói lý gia hỏa tức giận đến toát ra nước mắt. "Đây còn không phải là ngươi làm chuyện tốt." Hắn trào phúng nhướng mày. "Cái gì?" Nàng tức giận lên án bọn hắn đều là ngươi khai ra, bọn hắn thích ngươi, chính ngươi gây phiền phức, còn lại đến trên đầu ta. A, à, hắn giống như là nghe được buồn cười nhất trò cười, ta là thần, ta sẽ trêu chọc thấp kém không chịu nổi nhân tộc. Bọn hắn dám đối với ta đánh loại kia chủ ý, ta xem ngươi cần đem đầu óc ném xuống sông thanh tĩnh một chút. Y Lan bị hắn khí cười, nàng phát hiện vị này ác ma đại nhân bản thân ý thức thật sự là quá thừa. Chẳng sợ sử dụng thân thể của nàng lúc, hắn cũng kiên định cho là mình là thần, cũng cho rằng người khác nên coi hắn là thần cung cấp. Nàng hít một hơi thật sâu. Ngươi nói với bọn họ như vậy, còn một lần lại một lần cứu bọn họ mệnh, bọn hắn chẳng phải bị ngươi hấp dẫn sao? Hắn cười lạnh. Ta nói cái gì, ta nhưng từ chưa đối thấp kém nhân tộc nói qua cái gì tốt nghe, càng không đã cho bọn hắn gì sắc mặt tốt. Y Lan cảm thấy có cần phải cho vị này không hiểu nhân tình thế sự cũng không hiểu Phong Hoa Tuyết Nguyệt Ác Ma đại nhân quét xóa nạn mù chữ. Nàng vô cùng chắc chắn nói, nam nhân không phải liền là như thế. Người đối bọn hắn thái độ càng lạnh nhạt hơn, càng sẽ để cho bọn hắn để ý. Có đúng không? Ác Ma nhăn nhăn hắn kia một đôi xinh đẹp giống tranh thủy mặt ra lông mày, nghi ngờ nhìn Y Lan. Kỳ thật Y Lan cũng không quá biết, chẳng qua nàng thực tình cho rằng ác ma dùng mặt của nàng băng lãnh lạnh nói chuyện dáng vẻ thật sự là quá phận mê người đương nhiên nàng trảm đinh tiệt thiết nói giống vi nan các túc như thế đại quý tộc làm bọn hắn vui lòng người vô số kể bọn hắn nơi nào sẽ để bụng ta đối bọn hắn cười đối bọn hắn có lễ phép căn bản sẽ không gây nên chú ý ngược lại là ngươi ngươi đối bọn hắn như vậy đặc biệt bọn hắn đương nhiên cũng rất có hứng thú Ác ma biểu lộ thoạt nhìn như là ăn một con ruồi. Trầm mặt. Rất lâu sau đó, hắn nhẹ nhàng ném ra một câu. Ta sẽ không lại cứu bất luận kẻ nào, cũng sẽ không tái dẫn lên gì chú ý. Ngươi, lập tức giải quyết hai người kia, ta không muốn được nghe lại loại kia làm người ta buồn nôn trong lời nói. Vậy ngươi cũng đừng lại cho ta chiêu ông gây bướm. Y Lan vô tình dùng ngôn ngữ tổn thương hắn, cùng người khác tự mình hẹn thời gian, đàm hiến tế chuyện tình, đều là chiêu ông gây bướm hắn giống như vô luận như thế nào phản bác đều đã làm nhục thần minh tôn nghiêm a à, hắn nặng nề thở hắt ra tự tiện nói sang chuyện khác ghét bỏ vô cùng nói ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thích dùng ngươi cái này thân thể yếu đuối đợi cho giải trừ nguyền rủa ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ gặp lại ta vĩnh viễn ta càng không muốn y lan hơi nhếch môi trầm mặc Y Lan phi thường không vui, vốn còn muốn hướng hắn thỉnh giáo tăng lên tinh thần, lực chuyện tình, nhưng lúc này nàng một điểm tâm tình đều không có. Hắn nhìn cũng rất không cao hứng, mặt không biểu tình, trong phòng nhiệt độ càng hàng càng thấp. Ngạn đến màn đêm buông xuống, hai người yên lặng trao đổi thân thể. Hắn đứng lên, không trên một tiếng, bắt đầu ở trên giường tập hít đất. Y Lan ngồi sổng trên mặt bàn, đem con mắt chuyển tới đưa lưng về phía hắn kia một mặt ngươi cho rằng tra tấn thân thể của ta, ta liền sẽ hướng ngươi chịu thua sao, nàng thở hồng hộc nghĩ, dù sao hiện tại khó chịu cũng không phải ta. Ép buộc đi thôi. Hắn đem trên thân tất cả khí lực đều tiêu hao không còn một mảnh. Hắn nằm một hồi, xoay người, lại bắt đầu làm nằm ngửa ngồi dậy. Hai người lẫn nhau lờ đi, trong phòng bầu không khí đóng băng, thẳng đến có người gõ vang lên cửa gỗ. Nhất định là già Mary đến đưa bữa tối. Y Lan nhảy tới treo ở phía dưới cửa sổ một trong giỏ. Nàng tìm hiểu con mắt, thuận tiện nhìn ác ma liếc mắt một cái. Chỉ thấy gia hỏa này đã đem chính mình ép buộc ra một thân mồ hôi, nhìn qua giống như là mới từ trong sông vớt lên đến đồng dạng. Hắn mặt lạnh lấy, ướt đẫm đi tới cửa, mở cửa. Ngoài ý muốn là, đứng ở ngoài cửa người thế nhưng không phải già Mary, mà là Vi Nang. Ác ma sắc mặt nháy mắt âm trầm ta đến đưa bữa tối, thuận tiện nhìn xem ngươi. Vi nang chậm rãi nâng lên hắn cặp kia xanh thẳm con mắt. Cô gái này, làm cho Vi nang đánh mất tất cả tự tin. Tại trong mỗi lúc, nàng ánh mắt khinh miệt giống nhau đã xem hắn hoàn toàn nhìn thấu. Vi nang có chút không biết làm sao đối mặt nàng, nhưng nhìn đến già Mary mang theo cơm hộp khi đi tới, hắn vẫn là kiên trì cướp đi phần này đưa bữa ăn làm việc. Bí ẩn này đồng dạng nữ hài, thật sự là gọi người trầm luân. Vi nan hít sâu một hơi, dũng cảm nhìn về phía ánh mắt của đối phương. Chỉ thấy tóc đen nữ hài nhíu chặt lông mày, thần sắc dãy dụa, giống như ngay tại làm cái gì chật vật lựa chọn. Vi nan vô ý thức nín thở, thân thể khẩn trương kéo căng. Bỗng nhiên, nàng trên mặt đột ngột vỡ ra một cái lại lớn lại giả khuôn mặt tươi cười, giả tựa như đeo cái tuét miệng phương đông qua nhi mặt nạ. Tạ, tạ. Nàng định lấy cái này đáng sợ giả cười, Khoa Trương lại cắn răng nghiến lợi nói lời cảm tạ, sau đó tiếp nhận bữa tối, phanh một tiếng đóng cửa lại. Dưới cửa sổ y lan da lông ngắn tuyến. Nàng hoàn toàn không biết nên làm sao đánh giá trước mắt một màn này. Ác ma hắn. Từ đây liền muốn dạng này không được hấp dẫn nam nhân sao? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hải vương giấm thần admin, gia hỏa này mặc dù đầu óc có chút không bình thường nhưng tốt xấu vẫn là đem lão bà nghe lọc được. Chương 21 21 đêm tối chi thần Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đóng cửa lại về sau, ác ma sắc mặt nháy mắt âm trầm. Hắn táo bạo mà lấy tay bên trong cơm hộp thật mạnh ném tới cái bàn gỗ bên trên. Bành Nắp hộp bắn lên đến, lộ ra cơm hộp bên trong tươi hương mì sốt, phía trên còn nằm lấy hai con trứng ốc lếp cùng một khối tiểu ngưu bài hắn kinh thường biểu lộ có chút cứng đờ hắn lạnh như băng giật giật môi đi trở về trên giường tiếp tục tập hít đất y lan cũng ngạnh chính mình đôi mắt nhỏ kháng tự thức ăn ngon dụ hoặc mặc dù hắn cùng nàng hoàn toàn không có giao lưu nhưng nàng biết loại thời điểm này ai chạy trước đến biết tết trứng ốc lếp nơi đó đi ai liền sẽ thua khí thế dù sao nàng không có miệng mỹ thực đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nàng, y lan, tuyệt không nhận thua. Vừa sắc ra bít tết cùng trứng bao đều bốc lên nóng hổi hương khí. Và Mary trù nghệ nhất lưu, lòng trắng trứng bên cạnh có chút quăng xoắn, bánh quế tiêu hương, trứng tâm còn tại chảy xuôi, vàng ống ánh, tảng mát ra tươi non vô cùng thơm ngát. Khi bít tết lại tuyệt mất, nhỏ bé tiêu đen hạt tròn đều đều ghé vào sung mãn nhiều chất lỏng bông tuyết trên thịt, dầu trơn phát ra, tư tư tâm thanh, hương đến trong tâm khảm. Y Lan dùng sức đem một đôi tiểu hắc đậu mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, kinh thường nhìn. Ác ma lại một lần nữa đem chính mình mệt mỏi ngồi phịch ở trên giường. Kỳ thật hai người đều có điểm không hiểu rõ, bọn hắn tại sao phải chiến tranh lạnh. Dù sao, chính là khó chịu. Y Lan ngồi sổng ở một trong giỏ sách, dương mắt lên nhìn qua nóc nhà. Ác ma cuối cùng không hề động kia phần bữa tối, hắn cam nguyện đói bụng, đem chính mình tươi sống mệt đến mê mang đi. Y Lan buồn bực nhảy đến trên mặt bàn. Bít tết cùng trứng ốc lết phía trên nước đều đã động lại, chỉ còn lại có cuối cùng một tia yếu ớt nhiệt khí. Nàng nhìn chầm chầm phần này mỹ thực, trong bụng bỗng nhiên dâng lên tràn đầy ủy khuất. Ô! Con mắt có một chút mơ hồ, xuyên thấu qua thủy quang, bít tết trứng ốc lết cùng mì sốt nhìn càng thêm băng lạnh buốt lạnh. Rõ ràng có chính sự muốn cùng ác ma nói lúc đầu lúc này hắn hẳn là làm bộ khinh thường trên thực tế phi thường vui vẻ ngồi ở chỗ này hưởng dụng mỹ thực nàng ngồi xổm ở bên cạnh hướng hắn giảng thuật tầng cuối cùng mộ thất bên trong kiến thức hỏi một chút hắn có biết hay không có quan hệ bảy tà chuyện tình sau đó hắn dùng xong bữa tối hai người ngồi xổm trên giường đi hắn dạy nàng tăng lên tinh thần lực biện pháp trợ giúp nàng trở thành một lợi hại đại ma pháp sư cái này vốn nên là một cái vui sướng ban đêm làm sao lại biến thành dạng này cãi nhau tình hình rõ mồn một trước mắt. Y Lan có một chút thương tâm, nàng nghĩ, nếu nguyền rủa thật có thể giải trừ, nàng cũng không nghĩ lại nhìn thấy hắn. Vĩnh viễn. Ai nguyện ý cùng ác ma làm bạn A? Lạch cạch. Một hạt tránh lượng lượng tiểu nước mắt lăn đến cơm hộp bên trong. Phía sau bỗng nhiên vang lên đáng ghét tiếng cười. Một bàn tay bỗng nhiên đưa qua đến, đem nàng nhấn ở tại trên mặt bàn. Ác ma mặt mũi tràn đầy vui sướng, nắm chặt cái đuôi của nàng đem nàng cầm lên đến, tiến tới trước mặt. Nhìn chằm chầm nàng lệ uông uông con mắt, hắn cười đến lộ ra hai hàng răng nanh. Chật chật, đây là nơi nào đến bọt nước nhỏ. Chẳng lẽ có cái gì vậy đang len lén thúc thích sao? Hắn ôm lấy khóe môi, cười đến muốn bao nhiêu xấu xấu đến mức nào. Y Lan nhăn lại đôi mắt nhỏ, toàn thân mau mau tức giận thử. Nhắc tới cũng kỳ quái, bị hắn như thế một quấy, ngực kìm nén kia cổ ngục ngạt ngược lại biến mất, nàng liền muốn đá hắn, đem hắn đạp gà bay chó chạy. Hắn dùng cái nĩa đâm lên một khối trứng ốp lếp để tới trước mặt nàng lung lay, sau đó cố ý ghét bỏ ngửi tới ngửi lui. Thấp kém nhân loại thực phẩm. Ăn loại vật này thật sự là làm khó ta. Y Lan nhìn chầm chầm khối kia đã muốn ngưng kết trứng. Ngay tại hắn sắp đem nó bỏ vào trong miệng thời điểm, nàng cong lên một đôi tiểu hắc đậu mắt, cái đuôi vui sướng quăng một chút. Nước. Rầm rầm. Ác ma lại bị rót lạnh thấu tim. Khối kia trứng ốc lếp thoát ly cái nĩa, ba một chút rơi xuống đất. Y Lan thừa thắng xông lên, đối cơm hộp, lại một lần nữa phóng ra ma pháp. Rầm rầm. Đáng thương bữa tối triệt để ngâm canh. Nàng, Y Lan, nhưng là một vị triệu hồi qua bể bơi ưu tú ma pháp sư đâu. Đến A, lẫn nhau tổn thương A nha. nàng tế thanh tế khí học hắn nói chuyện, đây là nơi nào đến lũ lục châu? chẳng lẽ có cái gì vậy đang gào đào khóc lớn sao? hắn rút lấy khóe miệng, khuôn mặt trắng bệch, tóc đen dán tại trên mặt, như cái trong sông bò ra tới nữ quỷ. y lan mắt nhỏ công thành một đôi nguyệt nha, ha 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 cười không ngừng. hắn cứng đờ đem nàng đập vào trên bàn gỗ. hắn chậm rãi đứng lên. y lan cười đến lật bổ nhào cái đuôi nhỏ ủi mặt bàn lạch cạch lật cái cúc lại ủi một chút lại lạch cạch lật cái cúc nàng mới không sợ hắn đâu dù sao hắn cùng nàng vận mệnh tương liên hắn căn bản cũng không có thể đem nàng thế nào ôi chao hắn làm sao đang mở nút thắt y lan cứng đờ thân thể nhìn chầm chầm ác ma mau mau xoắt một chút toàn bộ dựng lên ngươi đang làm gì nàng ngoài mạnh trong yếu hướng về phía hắn hô hắn có chút ôm lấy khóe môi, lành lạnh lường nàng liếc mắt một cái. Đổi, ẩm ướt, áo, phục. Ô! Y Lan đá qua cái đuôi, ôm lấy chính mình. Hắn đưa tay ra, bắt được nàng. Đã ngươi không kịp chờ đợi hướng ta hiến thân, tựa như ngươi mong muốn. Hắn đem cái đuôi của nàng hướng miệng một điêu, lưu loát vô cùng cởi bỏ ẩm ướt váy. Y Lan! Ô ô ô! Đôi mắt nhỏ châu nhất chuyển, nàng cái khó ló cái khôn, đối dầu hỏa đèn triệu hoáng thủy nguyên tố. Soạt. Trong phòng lâm vào hắc ám. Hắn rũ mắt xuống con ngươi, quá dị mà nhìn xem nàng. Chẳng lẽ ngươi không thể nhìn ban đêm? Thanh âm từ trong hàm răng xuất hiện, lương bạc lại mơ hồ. Y lan. Bóng len trạng thái nàng có thể trong bóng đêm thấy vật, mà hắn có thể tại mộ đạo bên trong đại sát tứ phương, hiển nhiên cũng có nhìn ban đêm năng lực. Y Lan không có biện pháp, đem hai con mắt nhỏ khép lại, coi như cái gì cũng không có phát sinh. Hắn đem quần áo ướt ném tới trên mặt bàn, không đổi bên trên quần áo mới, trần trùng trục liền chui vào ổ chăn. Nàng bị hắn nhấn tại trên gối đầu. Nàng bất an vẫy đuôi, cảm giác kỳ quái càng không ngừng từ tim ra bên ngoài bốc lên. "Ngươi, ngươi đừng sợ ta." Nàng đáng thương nói thầm. "A, à, hắn nhấn nàng." thật mạnh tại nàng tròn vo mau nhung nhung trên thân thể lột mấy lần liền sờ ngươi ngươi có thế thế nào y lan đã hắn lý giải thành sờ quả cầu này vậy thì liền tùy tiện hắn đi đừng đem tay vương vào trong chăn loạn bóp chính hắn là được nàng đem vẫy đuôi một cái ghé vào trên gối đầu nằm ngửa nhậm lột mau mau thuận một chút lại thuận một chút còn thật thoải mái làm cho nàng có chút mệt trả rời uy ngươi nàng tế thanh tế khí hỏi, ngươi có biết bảy tà chi loạn sự tình sao? Ân. Hắn lười biến biệt suốt một cái khí âm. Y Lan chuyển qua con mắt nhìn hắn. Khi bảy vị vương giả, cũng không phải là vua yêu vương, đúng không? Mặc dù bữa tối ngâm canh, nhưng hắn bộ dáng bây giờ nhìn còn rất thanh thản. Hắn giật giật mí mắt. Ân. Kia. Y Lan khẩn trương nhìn chầm chầm hắn, bị phong ấn ở mộ huyệt chỗ sâu nhất ma quỷ. Ngươi biết sao? Hắn nhíu mày. Cái gì ma quỷ? Ta là thần, đêm tối chi thần. Y Lan. Nàng sửng sốt một hồi, mau mau, xoát một chút dựng đứng lên. Bị phong ấn ở nơi đó là ngươi. Vậy ngươi không phải liền là quan minh thánh chiến bên trong đại ma vương. Ánh mắt của hắn đã muốn đóng lại, khóe môi kinh thường giật hạ, giống như bình thường đạm mạc hắn ngủ thiếp đi đáng thương tiểu y lan bị ném bỏ tại trên gối đầu nàng dùng cái đuôi chọc chọc hắn hắn một chút phản ứng đều không có ngủ rất say cũng thế mang theo bệnh tiến hành cường độ cao thân thể rèn luyện không được choáng mới là lạ y lan da lông ngắn tuyến đem con mắt bỏ vào trên gối đầu ngạc nhiên nhìn chăm chú lên hắn mặc dù nàng mơ hồ suy đoán qua nhưng đáp án này thật sự đặt ở trước mặt lúc vẫn là để nàng hung hăng quăng đến mấy lần cái đuôi. Đại ma vương A Quang Minh thánh chiến bên trong, cùng toàn bộ thế giới là địch đại ma vương. Thế mà cùng nàng ngủ ở trên một cái giường. Quang Minh nữ thần nàng, có biết hay không bị phong ấn ở trong mộ đại ma vương trốn ra được? Y Lan Long Tơ đứng đấy, trái tim thình thịt đập loạn. Cùng chúa tể thế giới Quang Minh nữ thần so sánh, nàng, Y Lan Linh, ngay cả một con kiến cũng không bằng mà trước mặt hắc ám thần. A, à, hắn thoạt nhìn cũng chỉ là một con thoáng mạnh hơn nàng tráng một chút xíu con kiến mà thôi. Ngày mai nhất định phải cùng ác ma hảo hảo nói chuyện. A à, không được, nếu hắn là vị kia, cũng không thể gọi hắn là ác ma, hắn không phải phổ phổ thông thông ác ma, hắn là trong truyền thuyết ma thần, có người xưng hắn là hắc ám thần, có người xưng hắn là ma vương, cũng có người gọi hắn là minh vương. Tóm lại, hắn là quan minh nữ thần mặt đối lập là nhất đen hắc ám, kỳ lạ nhất tà thần. Y Lan da lông ngắn, tuyến thở dài một cái thật dài, rủ mắt xuống con ngươi, nhìn một chút thân thể của chính mình, lại lắc lắc sau lưng cái đuôi. Nhân sinh, thật đúng là so trong tưởng tượng càng thêm gian nan a. À. Y Lan bị gõ cửa thanh âm đánh thức. Bên ngoài trời còn chưa sáng, nhưng người tới mang theo long tinh đèn, đem già Mary nhà hậu viện chiếu lên sáng như ban ngày. Nàng dùng cái đuôi đem ma thần chọc lấy hắn cau mày hiển nhiên có rời giường khí linh tiểu thư cổng truyền tới một âm thanh vang dội linh phu nhân giao phó ta nhất thiết phải nhân lúc còn nóng đem canh thịt dê mang cho ngươi y lan hai mắt sáng lên là thay ta mang tin trở về kỵ sĩ hắn mang đến già nicole làm canh ma thần rời giường khí tan thành mây khói hắn y nguyên nghiêm mặt nhưng đứng lên lấy y phục mặt động tác lưu loát vô cùng bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều y lan biết hắn cực đói mở cửa kỵ sĩ một chút cũng không thấy nơi khác đi tới đem một con che trong ngực bình lấy ra để lên bàn hắn một bên mở cái nắp một bên nói liên miên lải nhảy. linh tiểu thư mẫu thân của ngài thật đúng là quá nhiệt tình hôm qua nhất định phải lưu ta dùng bữa tối nàng hỏi gia đình của ta tình huống về sau đối ta hết sức hài lòng nàng đề nghị ta lớn mật đất nhiều cùng ngài tiếp xúc làm cho ta trước tiên đem nàng đặc biệt vì ngươi chuẩn bị canh thịt dê đưa đến trước mặt của ngươi, nàng cho rằng cái này có thể tăng tiếng ngài đối ta hảo cảm. Tránh ở trong chăn y lan da lông ngắn tuyến. Và Nicole lo lắng nữ nhi bị vi nang lừa đi làm tình phụ, thế nhưng đã bắt đầu cho nàng tìm kiếm đối tượng kết hôn sao. Bình tĩnh mà xem xét, nàng tương lai nếu làm học viện lời của đạo sư, nhưng lại cùng hoàng gia kỵ sĩ mười phần xứng đôi nàng lặng lẽ đem con mắt tìm hiểu ổ chăn. Ma thần đại nhân thời khắc này lực chú ý hiển nhiên không ở kỵ sĩ trên thân, hắn nhìn chầm chầm tuyết trắng canh thịt dê, tiết hầu có chút co vào. Kỵ sĩ ưỡn ngực lên, đoan đoan chính chính đi cái kỵ sĩ lễ. Linh tiểu thư. Xin hỏi. Ngài có thể cân nhắc cùng ta kết giao sao? Ma thần chậm rãi dương mắt lên, khó có thể tin nhìn qua cái này dũng cảm vừa ngượng ngùng kỵ sĩ hắn sửng sốt một hồi, nhớ tới hôm qua học được, không được hấp dẫn nam nhân bí quyết, khóe miệng giật một cái về sau, hắn dùng tận toàn bộ lực lượng, hướng về phía kỵ sĩ dơ lên một cái hư giả e rằng thuốc có thể cứu to lớn khuôn mặt tươi cười. Y lan Gia lông ngắn tuyến. Thần A hướng về phía cầu ái người cười, chẳng lẽ không phải tiếp nhận ý tứ sao? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Ta là thật lấy cái này hoa thức nuôi cá quỷ súc thần không có biện pháp nào.